Em Tuân sẽ tắt mic tất cả mọi người nha để chúng ta bắt đầu cuộc họp ạ. Hữu Nguyên. Này này. Em làm đồng chủ trì rồi mà. Anh đặt nhầm cho Hữu Nguyên nào ấy, làm đồng chủ trì không phải em rồi, anh đặt lại đi. Vâng, em Hạnh xin chào tất cả cô chú anh chị có mặt trong buổi Zoom ngày hôm nay ạ. Chào. Bây giờ cũng là 8 giờ rồi và hôm nay là một ngày rất là đặc biệt đúng không ạ? Chị tôi đi đâu? Hôm nay là gì? Ok dạ. Vâng. Hôm nay là Zoom của chúng ta bắt đầu là từ 8 giờ tối đúng không ạ? 20 giờ. Và khi mà vừa kịp giờ thì chúng ta cũng full phòng Zoom 300 thành viên luôn. Ban tổ chức cũng rất là xin lỗi cô chú anh chị vì không kịp thời nâng cấp phòng Zoom lên, nhưng mà sẽ rút kinh nghiệm vào lần sau. Và cũng xin chúc mừng tất cả cô chú anh chị là 300 thành viên, cô chú anh chị là cổ đông Skyway đã kịp thời có mặt trong buổi tối ngày hôm nay ở trong Zoom đúng không ạ? Và nếu mà đội nhóm của mình hay là các cô chú anh chị cổ đông khác mà không kịp thời vào buổi Zoom này thì chúng ta có thể chia sẻ đường link YouTube ở trên kênh của anh Tuân đúng không ạ? Anh Tuân gửi đường link lên phần trò chuyện để mọi người có thể copy và gửi cho đội nhóm nhé. Em Hạnh biết rằng là có rất nhiều cô chú anh chị cổ đông nó không kịp thời vào buổi Zoom này thì chúng ta cố gắng cập nhật ở trên YouTube. Vâng. Vâng, anh Tuyến cũng gửi đường link rồi. Đến hẹn lại lên thì cứ mỗi 8 giờ tối thứ năm hàng tuần thì chúng ta lại gặp nhau ở trong Zoom đúng không ạ? Để cùng nhau cập nhật những thông tin mới, cùng nhau trao đổi, cùng nhau học hỏi những kiến thức mới của Skyway. Và ngày hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Giống như thông báo từ thứ năm tuần trước thì đúng ra buổi Zoom này chúng ta sẽ gặp đến một cổ đông rất là trẻ tuổi, top expert trẻ tuổi nhất thế giới là Hồ Văn Lợi. Thì vì một số những có những cái thông tin rất là quan trọng và có những cái thông tin mà chúng ta cần phải cập nhật sớm thì cho nên là lịch của em Lợi sẽ lùi sang tuần sau và tuần này chúng ta sẽ được gặp gỡ một nhân vật rất đặc biệt và làm cho phòng Zoom khi mà chưa đến bắt đầu buổi Zoom đã full phòng rồi đúng không ạ? Vâng, đó là vị thuyền trưởng của chúng ta. Thuyền trưởng của chúng ta là anh Triệu Tâm thì rất ít khi xuất hiện ở trước công chúng, ví dụ như những cái buổi Zoom như này, chỉ có những cái dịp nào đặc biệt quan trọng thì anh mới xuất hiện và anh sẽ và khi mà anh xuất hiện anh sẽ mang đến rất nhiều những cái thông tin mới, những cái thông tin quan trọng cho tất cả cổ đông và ai cũng ngóng chờ đúng không ạ? Và biểu hiện là chưa đến 8 giờ thôi thì chúng ta đã full phòng Zoom 300 thành viên rồi thì chúng ta có thể chúc mừng chính chúng ta đã có mặt kịp thời và sớm ở trong buổi Zoom này đúng không ạ? Vâng, thì không trước khi mà bắt đầu vào nội dung chính ngày hôm nay thì em Hạnh muốn thống nhất với cô chú anh chị một số những cái điều kiện để chúng ta có thể nắm bắt thông tin và tham gia buổi Zoom trong vòng 2 tiếng đồng hồ một cách hiệu quả nhất đúng không ạ? Thứ nhất là chúng ta hãy ngồi một vị trí đủ ánh sáng và đủ nghiêm túc. Đủ ánh sáng, đủ nghiêm túc để chúng ta có thể theo dõi buổi Zoom một cách trọn vẹn nhất và hiệu quả nhất trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Thứ hai nữa là chúng ta hãy trang bị những ví dụ như là nước uống hay gì đó để chúng ta có thể xuyên suốt trong vòng 2 tiếng đồng hồ và đặc biệt là chúng ta hãy có một cái cuốn sổ như này để chúng ta ghi chép lại những cái nội dung quan trọng. Bởi vì buổi Zoom ngày hôm nay em Hạnh xin nhấn mạnh lại một lần nữa là có rất nhiều những cái nội dung quan trọng trong buổi Zoom này và nếu mà chúng ta không ghi chép lại thì chúng ta rất dễ sẽ bị quên một số những cái thông tin quan trọng. Đúng không ạ? Thì chúng ta có một cái cuốn sổ đó. Và trong xuyên suốt quá trình Zoom thì chúng ta sẽ không bật tiếng lên. Và nếu có bất kỳ băn khoăn, thắc mắc hay câu hỏi gì chúng ta hãy để lại tin nhắn ở phần trò chuyện. Và sau khi kết thúc phần chia sẻ của anh Triệu Tâm thì chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp những cái băn khoăn, thắc mắc đúng không ạ? Và sẽ có thời gian riêng dành cho chủ đề này. Vâng. Và không mất thời gian thêm của cô chú anh chị nữa thì sau đây em xin mời anh Triệu Tâm ạ. Mình sẽ bắt đầu buổi Zoom trong buổi tối ngày hôm nay ạ.
Vâng, chúng ta hãy gửi lời chào tới anh Triệu Tâm đúng không ạ? Chào người thuyền trưởng của chúng ta đúng không ạ? Thuyền trưởng của Skyway Việt Nam đúng không ạ? Chào tất cả quý vị. Nghe thấy được không? Có ạ. Okay. Nhưng nó hơi bị vọng ạ. Rồi. Rồi. Rồi nghe thấy chưa? Rồi, ok ạ. À, xin chào tất cả quý vị. Không thấy hình của mình nhỉ? Em chào anh Tâm. Chào anh Tâm. Không thấy hình. Anh đang chia sẻ phần hình nên là nó sẽ hiện. Xin chào tất cả quý vị. Thì lâu lắm tôi mới có thời gian lên đây để cùng chúng ta gọi là ôn lại một chút kiến thức. Thứ hai nữa là thực ra là hơn một năm rồi, từ 2017 đến giờ tôi có một cái buổi Zoom đầu tiên cho tất cả thị trường Việt Nam. Trước đây tôi chỉ có nói sơ qua cho nhóm anh Vĩ, ưu tiên nhóm anh Vĩ. Đấy. Tuấn ơi, cho anh cái hình của anh lên để anh nhìn xem của anh như nào. Không thấy hình mặt của anh. Có anh ạ. Dạ. Đấy thì trước khi vào cái chủ đề thì tôi muốn nhắc lại rằng là tôi là cổ đông sớm từ năm 2016. Và khi 2016 thì thời điểm nó chỉ duy nhất ở Việt Nam là chỉ mỗi mình tôi. Và thời gian đó thì cực kỳ là khó khăn về vấn đề là thông tin. Khó khăn về thông tin, khó khăn đây ạ. Đợi tôi một chút ạ. Yeah. Chia sẻ không thấy nữa. Được chưa? À, khó khăn về thông tin cũng như là khó khăn về vấn đề này. Ok. Đấy. Lâu lắm không gặp quý vị, tôi thấy là tự nhiên 300 người ở đông thế, rất là khó nói. Thì khi tôi kể lại một chút năm 2017 thì có rất nhiều cái sóng gió, tức là một mình tôi làm thôi. Trong khi đó nào là truyền thông, nào là dư luận nói tiêu cực rất nhiều. Nhưng được cái là tôi thực sự phải nói là rất là kiên trì và lì lợm. Có những tháng, có những năm một mình duy nhất mỗi mình tôi ngồi gốc cây thôi. Và một mình tôi duy nhất tôi làm. Đấy. Và tôi nghĩ rằng là nếu mà tôi không bỏ cuộc thì tôi sẽ có ngày tôi sẽ thành công lên. Thì hàng năm quý vị sẽ thấy là bởi vì những giai đoạn đầu tiên thì tôi thấy quý vị thấy là ít bằng chứng lắm. Mà tôi cũng chưa có cơ hội để sang nước ngoài. Thì nhiều người người ta hỏi là thế ông đã sang chưa? Mình cũng không có ai đi trước để mình lấy cái hình ảnh, lấy bằng chứng đó để mình chứng minh cho mọi người. Nhưng được cái là tôi có sự kiên trì, cũng chịu khó lục lọi thông tin và đưa ra những bằng chứng thuyết phục. Và cho đến ngày hôm nay là năm 2021 thì tôi thấy là tất cả các cổ đông Việt Nam rất là đông. Đấy, tôi không nói con số cụ thể, nhưng bởi vì những bắt đầu cái thành công từ cái thành công ngày hôm nay thì nó bắt đầu với những khó khăn từ ngày xưa. Đấy, thì tôi kể cho quý vị như vậy thì sau này quý vị có thành công, Skyway có IPO, có lên sàn thành công thì tôi xin quý vị là mỗi quý vị góp cho tôi 10 đô thôi ạ, để đúc cái tượng của tôi giống như anh Hùng nói. Được chưa? Và ta hy vọng một ngày nào đó thì chúng ta sẽ cùng nhau gặt hái cái thành công của công ty. Và cũng như ước vọng của chúng tôi là mong muốn là tạo ra một cái làng Skyway. Nơi đấy có những cái cỏ, có những con tàu. Đấy, và cho con em chúng ta vào đấy. Và ở đấy thì có khi là cái làng này, có khi là những cái nơi VIP nhất là phải dành cho những cái ông nào 1 triệu cổ phần trở lên. Đấy là cái cảnh, là cái nơi đẹp nhất. Và ông nào dưới 1 triệu là có khi là cũng phải cố gắng đi. Đợt này tôi nghĩ là cũng sắp hết rồi đấy. Đáng. Thì tôi chia sẻ quý vị một chút.
Ok. Thì ngày hôm nay chủ yếu là tôi sẽ nói về một chút về kỹ thuật để cho tất cả các cô chú anh chị thấy rằng là công ty chúng ta chỉ biết là cái công nghệ rất là tuyệt vời, nhưng chúng ta cũng không hiểu sâu về là phần tuyệt vời đấy như nào. Và rất ít khi chúng ta được nghe về vấn đề là công nghệ, chủ yếu là chúng ta nghe về đầu tư là chủ yếu, là tiềm năng là chủ yếu. Thì ngày hôm nay tôi muốn khái quát lại cho quý vị là cái thực sự đối với năm 2021, đối với thời buổi mà dịch bệnh môi trường bị ô nhiễm, thì cái sự ra đời của Segway là rất cần thiết quý vị ạ. Đấy quý vị thấy thì tôi nói quý vị là trong cái việc ô nhiễm môi trường ấy, thì khói bụi của xe và khói bụi của các nhà máy sản xuất công nghiệp là một góc phần ô nhiễm cao nhất trong hiện nay. Thì theo các nhà di truyền học thì cứ 5 bệnh bị ô nhiễm môi trường, thì trong đó có một nguyên nhân là gây do bệnh là do ô nhiễm môi trường gây ra, thì 8 người chết trong đó thì cũng có một người liên quan đến vấn đề là ô nhiễm môi trường. Thì tôi muốn khái quát, tôi biết là tôi muốn nói hiện trạng hiện tại bây giờ để cho quý vị hình dung, và cái điều cần thiết của Segway là trong tương lai rất cần thiết. Mỗi năm thì những cái căn bệnh dị ứng ung thư về đường hô hấp hấp tim mạch đều tăng lên quý vị ạ. Và về lâu có sự hủy hoại về gen và bệnh di truyền ô nhiễm môi trường từ không khí, đất và nước gây ra. Thì theo tổ chức WHO thì 20 năm gần đây thì những người mắc bệnh ung thư thì tăng lên gấp đôi. Tôi thấy là vấn đề về môi trường nó cũng rất là cấp bách như vậy. Dẫn đến cái hai chết là khoảng 12 triệu người hàng năm. Đấy, cái thông số này tôi muốn cho quý vị là thông số này để biết được là cái điều cần thiết của chúng ta. Theo tổ chức bảo tồn thiên nhiên thì nửa thế kỷ gần lại đây thì con người đã tiêu diệt gần như là 60% các loài. Đấy, chính vậy là gánh nặng môi trường cũng rất là lớn. Chúng ta đang lấy nhiên liệu từ trái đất rất nhiều, tức là chúng ta đang khai thác từ trái đất rất nhiều. Nào chặt cây, khai thác khoáng sản, đào bới rất là nhiều. Và sau đó là chúng ta lại xả ra môi trường rất nhiều rác thải. Đấy. Và chúng ta càng ngày càng tiêu thụ cái nguồn tài nguyên thiên nhiên nó nhiều, làm cho trái đất là chưa kịp tạo ra, chưa kịp sinh ra thì chúng ta đã tiêu thụ mất rồi. Đấy. Và chính như vậy là chúng ta đang dần hủy hoại cái hệ thống miễn dịch của trái đất. Như gần đây là quý vị sẽ thấy là vấn đề là bệnh tật của chúng ta là hiện tại bây giờ là trở nên cấp bách hơn, nguy hiểm hơn và khác thường so với các năm trước, hàng năm sau nó sẽ khác thường so với các năm trước. Như vậy là chúng ta cũng đang dần là làm giảm, suy giảm cái hệ miễn dịch của trái đất. Thì vấn đề tạm thời hiện tại bây giờ của đại đa số chúng ta là chúng ta đang xử lý một cách tạm thời, đó là dạng di chuyển những cái nhà máy khói bụi, những cái nơi mà ô nhiễm nhiễm cao sang những nơi ô nhiễm thấp hơn, di chuyển từ quốc gia mà kinh tế phát triển sang những cái nơi, từ cái quốc gia đó người ta lại dịch chuyển sang cái nước kém phát triển hơn, ví dụ như Việt Nam hoặc là Lào, Campuchia chẳng hạn. Đấy, đấy là giải pháp tạm thời, tức là nơi họ không bị ô nhiễm nhưng chúng ta lại bị ô nhiễm. Đấy, và họ sẽ dịch chuyển những cái khu công nghiệp từ nội thành ra ngoại ô, nó cũng chỉ là tạm thời mà thôi quý vị ạ, nó không xóa được hết, nó chỉ là tạm thời. Và giải pháp hiện tại bây giờ là người ta cũng đang thay thế động cơ xăng bằng một cái động cơ, đó là động cơ điện, nó cũng là chỉ là dạng giải pháp tạm thời. Tại sao như vậy? Bởi vì nguyên nhân sâu xa vẫn là những cái nhà máy công nghiệp họ sản xuất pin năng lượng điện thì gây ra vấn đề là bức ô nhiễm môi trường càng lớn. Thì làm thế nào để có một cái giải pháp là vừa không phải di chuyển
mà nó lại là giảm thiểu vấn đề môi trường, thì tí nữa chúng ta lại bàn tiếp về vấn đề tiếp theo của chúng ta. Nhu cầu năng lượng của chúng ta hàng năm nó tăng lên, dẫn đến nhiệt độ toàn cầu nó cũng nóng lên. Và chúng ta không nhận ra cái điều mà trái đất nóng lên. Nó giống như cái câu chuyện là hai con ếch vậy. Một con ếch khi mà đưa nó vào nồi nước nóng thì ngay lập tức nó biết là nóng, nó nhảy ra ngay. Nhưng một con ếch khi đưa nó vào nồi nước nguội và đun nóng dần dần thì nó cứ cảm giác là không nhận ra. Và một thời gian thì con ếch này cũng sẽ bị nấu chín. Và chúng ta cũng thế. Về vấn đề môi trường, và càng ngày càng nhức nhối, ô nhiễm môi trường càng nặng, bệnh tật càng ngày càng nhiều, nóng lên toàn cầu càng ngày càng nhiều. Nhưng hiện trạng bây giờ là do từng cá nhân chúng ta không cảm nhận được cái điều đó. Và về lâu về để về lâu về dài thì chúng ta không khác gì con ếch đang được luộc ở một cái nhiệt độ từ thấp đến cao. Đấy. Thì người ta nghiên cứu rằng để mà hiện tại bây giờ là để mà làm cho bầu khí quyển trở lại trong lành, cái môi trường của chúng ta trở lại trong lành, thì bằng cách là tất cả các ngành công nghiệp sản xuất của chúng ta phải dừng lại ít nhất là 50 năm. Như vậy là dừng lại ít nhất 50 năm thì đồng nghĩa với việc là diệt vong toàn bộ cái ngành công nghiệp tiên tiến hiện nay. Đấy, ví dụ như Apple, Google, Ford, tất cả mọi cái là dừng lại hết. Đấy, thì bắt đầu là không khí của chúng ta bắt đầu là trong sạch trở lại, mọi thứ trở lại. À, rồi hệ miễn dịch của trái đất hồi phục trở lại mọi thứ. Nhưng mà chúng ta không thể làm được điều đó. Không thể. Thì làm cách nào mà không ngừng lại sản xuất nhưng vẫn bảo đảm được vấn đề môi trường. Đấy. Thì tí nữa chúng ta, giải pháp của chúng ta là gì? Chúng ta có giải pháp. Để mà giải quyết hai vấn đề mà hiện tại bây giờ đang là rất là nặng đối với xã hội, đối với trái đất, thì ô nhiễm về vấn đề là giao thông và ô nhiễm về sản xuất công nghiệp. Thì hiện tại bây giờ giải pháp của UNICAI là gì? Chúng ta sẽ tạo ra một cái hệ thống giao thông thân thiện với môi trường hơn, ít khí thải hơn, rẻ hơn, thân thiện, an toàn hơn. Đó là cái mà chúng ta đang triển khai bây giờ. Và chúng ta đang, hiện tại bây giờ so với các sản phẩm khác, chúng ta cũng cạnh tranh về giá, xả khí thải cũng cạnh tranh, môi trường an toàn, tất cả mọi cái như vậy. Thì đây là một cái giải pháp thứ nhất. Còn giải pháp thứ hai về lâu dài hơn thì chúng ta cũng có một cái giải pháp thứ hai, đó là chúng ta sẽ tạo ra một, đưa các ngành cái công nghiệp đang sản xuất tại trái đất và đưa nó ra ngoài. Thì tôi thường hay lấy một cái ví dụ mà để dễ hiểu. Tôi lấy ví dụ ngày xưa cái thời nguyên thủy, mà khi mà chúng ta mà có sáng kiến tạo ra lửa, đấy, chúng ta đưa lửa vào trong cái khu vực chúng ta, cái nhà của chúng ta rất là nhỏ, đưa lửa vào đó vừa nấu ăn, vừa ngủ, vừa sinh hoạt mọi thứ. Nhưng về lâu về dài người ta nghiên cứu rằng là về lâu về dài cái khói bụi đó nó sẽ làm cho chúng ta bị ung thư phổi. Đấy, bằng cách là phải đưa cái bếp đấy ra khỏi cái nhà mà nấu, thì chúng ta ngủ trong đó thì chúng ta không bị bệnh nhiều bệnh tật nữa. Thì giống như trái đất cũng thế. Bây giờ chúng ta đang trái đất, chúng ta đang sản xuất công nghiệp, tạo ra khói bụi tất cả mọi thứ, nó giống như chúng ta đang trong một cùng một cái ngôi nhà như đấy như vậy. Bây giờ dịch chuyển từ cái bếp cũng trong một cái phòng, dịch chuyển chỗ này đến chỗ khác thì nó cũng là như thế. Và đây gọi là giải pháp tạm thời, tức là những cái nơi mà nội đô người ta lại dịch sang ngoại thành để sản xuất. Nhưng nó chỉ là tạm thời, cũng là trong căn phòng đấy mà thôi. Thì cái giải pháp của chúng ta là gì ạ? Để mà dứt điểm thì chúng ta phải đưa toàn bộ những cái ngành công nghiệp đang sản xuất tại trái đất ra ngoài, cách trái đất khoảng 300 đến 500 km. Đấy, khoảng không ở ngoài vũ trụ ấy, thì nó là bao la rồi. Để lại cái căn phòng của chúng ta, để lại cho trái đất của chúng ta là cây xanh thôi và chim muông con người thôi. Đấy, thì về lâu về dài là trái đất của chúng ta sẽ hồi phục dần trở lại. Đấy. Và chúng ta cũng giảm thiểu những cái bệnh tật hơn. Nhưng cái giải pháp đấy nó cực kỳ là nó khó. Làm thế nào mà chúng ta đưa một cái ngành công nghiệp ra ngoài trái đất, phạm vi cách trái đất khoảng 300 km đến 500 km, nhưng dùng cái phương tiện nào để chở từ trái đất
chở từ cái vành đai đó về trái đất với rẻ nhất, chi phí rẻ nhất. Thì nhà khoa học Anatoly Zunicki cũng đã nghiên cứu ra cái gọi là cái hệ thống OTC, cái vòng tròn OTC này gồm có hai vòng tròn, ngoài là lúc đó là con người, cây cỏ, rồi nhà máy sản xuất ở ngoài. Vòng thứ bên trong là một cái vòng mà sẽ giống như một cái xe vậy, sẽ lên đến lấy hàng và trở về trái đất, và từ trái đất lại trở ra. Đấy, rất nhanh và chi phí rất rẻ. Và đây là giải pháp toàn diện, bởi vì rằng hiện tại bây giờ thế giới đang chỉ có cái giải pháp duy nhất, đó là phóng tên lửa đẩy SpaceX với lại sử dụng cái thang máy không gian. Thứ nhất là chi phí nó rẻ, chi phí nó rất là đắt. Thứ hai là nó không giải quyết triệt để chúng ta muốn xây dựng là ngôi làng là hàng triệu người sống ở trên đấy. Thì đối với tên lửa đẩy thì nó không đủ và nó mất hàng nhiều triệu, hàng trăm năm, và người ta tính toán là thậm chí là 500 năm cũng chưa chở được, như cái Speedway nó chỉ chạy một vài lần thôi. Đấy, thì đây là cái giải pháp toàn diện của chúng ta, tức là giải pháp thứ nhất ngắn hạn của chúng ta là sẽ tạo ra hệ thống giao thông thân thiện môi trường, giảm khí thải. Giải pháp trực để của chúng ta là sẽ đưa toàn bộ cái ngành công nghiệp có hại, gây hại cho trái đất, gây hại cho con người, đưa ra phạm vi cách trái đất 300-500 km. Thì đấy là một cái đề tài rất lớn, và chúng ta cần phải làm cái đề tài nhỏ trước. Và khi thành công cái đề tài nhỏ này thì toàn bộ hành tinh này người ta sẽ nhìn vào và người ta công nhận, người ta nhìn thấy là mình đã thành công rồi, sau đó người ta mới sẵn sàng tài trợ cho cái dự án tiếp theo của chúng ta, một cái dự án mà rất là triệt để. Đấy, nhưng cái dự án rất là tham vọng như vậy, và người ta, ông Zunicki ông có kế hoạch là gì ạ? Khi mà chưa phóng lên quỹ đạo thì chính cái dự án thứ hai của chúng ta cũng thu lại cái lợi nhuận ngay từ khi nó đang ở dưới mặt đất, bởi vì nó được giá đỡ bằng cái Skyway, vòng quanh trái đất. Vòng quanh trái đất này thì được đỡ bằng cái Skyway, và tất cả sẽ được hàng hóa, vật tư, con người sẽ được di chuyển qua cái vòng Skyway trước, và họ sẽ thu được lợi nhuận từ đó trước, sau đó họ tự tin họ sẽ tiếp tục cái dự án tiếp theo. Thì chúc mừng chúng ta một cái giải pháp triệt để hiện tại bây giờ người ta không có đấy quý vị. Ngồi đây tôi cũng không nghe thấy được cái tiếng vỗ tay, không nghe thấy mặt ai. Thế là mình chết giờ. Nghe được chưa? Có khi vỗ tay phải gọi điện cho tôi nghe này. Thì khi mà chúng ta kết hợp với Segway, chúng ta chỉ biết là chúng ta có rất nhiều cái công nghệ. Segway có rất nhiều cái sở hữu trí tuệ, nhiều cái công nghệ, bí quyết công nghệ đáng giá hàng rất rất nhiều tỷ đô. Và chúng ta đang từng bước là đang gì ạ? Chứng minh một vài thứ trước. Sau khi một vài thứ chúng ta đã chứng minh xong thì những cái sở hữu trí tuệ này, tôi nói với quý vị, rất đáng giá, rất nhiều giá trị. Chỉ một chi tiết nhỏ trong cái công nghệ của chúng ta thôi thì nó cũng chứa hàm lượng trí tuệ rất cao, chứa giá trị kinh tế cũng rất là cao. Quý vị ạ, thì sau đây tôi sẽ, ngày hôm nay tôi sẽ sơ lược cho quý vị một chút, cũng tìm hiểu về kỹ thuật. Tuy nó khó một tí nhưng mà chúng ta cũng tìm hiểu. Đây, nhiều quý vị rằng là nói là rằng ạ, cái đường ray của Segway giống cáp treo hết. Thì tôi nói với quý vị là cáp treo thì nó có tính độ uống cao, tính chịu lực, mọi thứ cũng rất là tốt, dẻo, uống dẻo, mọi thứ cũng rất là tốt. Nhưng mà đối với cái cáp treo ấy thì chúng ta đưa cái cabin, chúng ta không thể chạy với tốc độ cao được, bởi vì nó có ma sát. Đấy, rồi độ rung lắc nhất định, không thể chạy với tốc độ cao mọi thứ được. Thì cái cải tiến của Segway là gì? Cái cải tiến của chúng ta nó khác. Dây cáp treo là gì ạ? Đây quý vị sẽ thấy. Thứ nhất là chúng ta tất bó cáp. Bước đầu tiên là chúng ta sẽ có là gì ạ? Đầu thép. Đây ạ. Đầu dây thép. Và đầu dây thép ở trên ấy,
có tác dụng là chống mài mòn khi xe di chuyển. Nó sẽ bị ma sát với cái đầu dây thép như vậy, và về lâu về dài nó bị mài mòn. Đấy, chính vì là để dễ dàng hơn chúng ta sử dụng cái đầu dây thép này tháo lắp để thay thế rất dễ dàng. Đấy, cái đầu dây thép mà chúng ta cũng được mạ làm cái độ ma sát của nó giảm thiểu, thì khi mà không có ma sát thì nó cũng được trơn tru. Cái đường dây của chúng ta có cái điều đặc biệt như này, chúng ta cũng là sợi dây cáp nhưng nó được bó. Đây quý vị nhìn thấy là dạ, đây, và nhiều sợi cáp của chúng ta được bó lại với nhau. Bó lại với nhau để có tác dụng gì? Thứ nhất, ví dụ như tôi thấy là có những chiếc xe Jeep ngày xưa ấy, chở bốn cái cáp treo thôi cũng đã nâng được cái xe rồi. Nhưng mà chúng ta gồm có nhiều sợi cáp, nhiều hơn bốn cái, nhiều sợi cáp, và nó được bó lại với nhau, bó lại với nhau, và sau đó nó được đóng khung bằng bên trong của nó là vật liệu đặc biệt, cái vật liệu bê tông đặc biệt. Thì nó giống như quý vị nhìn thấy cái sợi dây như này, bình thường nó là cáp treo thì nó có độ võng như này vì cái sức nặng của nó, nhưng khi mà chúng ta nó tạo thành một bó, nó có độ bền rồi, và chúng ta định hình nó trong cái khung và vật liệu đặc biệt thì nó giúp nó căng hơn. Đấy, không bị võng, không còn võng như này nữa mà nó giúp nó căng hơn. Tính chịu lực của nó vẫn đạt được như mong muốn, và đặc biệt nó khắc phục so với cái cáp treo là gì ạ? Trên bề mặt của nó lại được có một cái đầu dây cứng chịu lực, nó tạo ra cái độ cứng trên này. Thì khi mà có độ cứng như vậy và thì cái xe nó chạy được với tốc độ cao hơn, trơn tru hơn. Tại sao nó chạy được 150, 300 rồi chạy được 500? Là bởi vì nó không phải chạy bằng dây cáp bên trong như này, mà bên ngoài nó có hệ thống đầu dây. Đấy, để giảm thiểu ma sát, giúp xe chạy trơn tru hơn, và độ cứng cũng tốt hơn, bề mặt cũng tốt hơn. Tiếp tục, bó cáp được liên kết với nhau nằm bên trong thân đường sắt, và nó được định hình suốt chiều dài, suốt chiều dài. Và khi mà bó cáp bên trong như vậy thì cái tuổi, giúp cái tuổi thọ của cáp thì nó cũng bền hơn, bởi vì nó không bị oxy hóa. Đấy, nó không bị oxy hóa, và cái độ võng cũng được giảm đáng kể. Độ võng như này, nó được căng như này, giảm đáng kể. Đấy, tiếp tục, và bên trong của chúng ta có gọi là bê tông đặc biệt. Với bê tông đặc biệt này là thành phần nó cấu tạo nó như thế nào thì nó là bí quyết của chúng ta, và chúng ta cũng không thể công bố cái bí quyết này. Nhưng được chúng ta được biết là dạ, cái loại bê tông này nó rất là nhẹ, nó không giống như cái bê tông bình thường. Nếu bê tông bình thường một chiều đoạn chiều dài dài như này thì chúng ta sẽ bị võng, bị nặng, sức nặng của bê tông. Nhưng bê tông này là bê tông đặc biệt, đấy, rất là siêu nhẹ, bền, và nó cũng hấp thụ được cả âm. Đấy, thì như vậy là chúng ta nó khác hoàn toàn với cáp treo. Cáp treo là nó giống như là một hai sợi dây như này thôi. Đấy, cũng không chạy được nhanh bởi vì bản thân nó có độ ma sát như cái dây này. Nó võng, rung lắc. Đấy, thì công nghệ của chúng ta nó khác hoàn toàn chứ không phải là cáp treo như một số người hình dung như vậy. Đấy. Với những tính năng đặc biệt như vậy thì đường dây Segway sẽ nhẹ, chịu lực, giá thành của nó rất là rẻ, tuổi thọ cũng nó cũng cao, và giúp phương tiện của chúng ta sẽ đạt được tối đa về tốc độ. Đấy là những ưu điểm mà cái sợi dây của chúng ta đang đạt được như vậy. Tính chịu lực rất tốt, nhưng cái độ trơn tru không bị rung lắc như này là nó là một bí quyết của người ta. Đấy. Về cấu trúc của chúng ta thì chúng ta gồm có loại như sau: bán cứng, dạng linh hoạt, dạng giàng, dạng siêu nhẹ. Và mỗi loại bên trong đều có rất nhiều sợi cáp. Riêng mà nếu mà bỏ cái vỏ ngoài đi, bỏ vật liệu đặc biệt đi, bê tông đặc biệt đi, thì quý vị sẽ thấy là gì ạ? Quý vị sẽ thấy là nó làm một bó cáp. Và riêng một bó cáp đây nó cũng có tính chịu lực rất lớn rồi, rất tốt rồi, nhưng nó được phủ bên ngoài là vật liệu đặc biệt bê tông để nó làm gì, để nó khung nó lại suốt chiều dài, nó không bị võng. Đấy,
và phủ bề ngoài bằng một lớp đó đầu dày để cho nó cứng vững, cứng được, không bị ma sát. Đó là ưu điểm của chúng ta như vậy. Một cái công nghệ nữa ngày hôm nay tôi cũng muốn giới thiệu quý vị, là nhiều quý vị là thấy là gì? Segway cũng có động cơ, và rất nhiều cái công ty, rất nhiều dự án trên toàn thế giới người ta cũng đang nghiên cứu những cái động giải pháp động cơ như này. Nhưng ngày hôm nay tôi muốn cho quý vị là cái động cơ của chúng ta có gì khác biệt. Ngày hôm nay tôi giới thiệu là chỉ một hai cái chi tiết thôi. Trong Segway có rất hàng trăm chi tiết, mà chúng ta chỉ ngồi bóc tách hàng trăm chi tiết thì nó hay lắm. Thì ngày mai tôi bóc tách một hai chi tiết thôi, ưu điểm một hai chi tiết đó thôi, thì quý vị sẽ thấy là gì ạ? Chúng ta cái dự án này rất đáng giá, rất giá trị để đầu tư. À, quý vị trên màn hình quý vị sẽ thấy chúng ta những cái động cơ của chúng ta, bánh xe đấy, bánh xe, motor, phanh của chúng ta nó đều là trên một hết. Và cái động cơ của chúng ta là gì? Đây nó gọi là động cơ trục bánh xe. Và đây là động cơ trục bánh xe. Thì tại sao chúng ta không mua một cái động cơ ở ngoài để chúng ta lắp cho Segway, mà chúng ta lại phải nghiên cứu ra một cái động cơ như vậy? Đấy. Và quý vị đã thấy là nó có hệ thống chống lật đấy. Chúng ta đang sử dụng động cơ bánh xe hay còn gọi là động cơ trục bánh xe. Động cơ trục bánh xe hay còn gọi là động cơ bánh xe. Và cái công nghệ của chúng ta nó khác như này. Động cơ bánh xe phanh đều nằm nhỏ, nhỏ gọn. Kích thước rất là nhỏ gọn, trọng lượng rất là nhỏ. Đấy, nhưng nó có đủ cái công suất của nó. Tí tôi đây phân tích quý vị là nó đủ công suất để mà đưa một cái xe nặng khoảng chục tấn đi như nào. Và cái động cơ của chúng ta cho phép chúng ta là dạ, thu hồi năng lượng nhanh hơn trong so với các động cơ đồng bộ khác. Thì những cái bằng sáng chế về động cơ bánh xe nó đã có từ trước, từ những cái năm 80 rồi. Quý vị, từ những năm 80 thì cái khoảng năm 84 thì nó có bằng sáng chế đầu tiên. Và cái bằng sáng chế đầu tiên thì nó vẫn là có những cái trục, nó chưa phải là nó chưa phải hoàn thiện cái động cơ bánh xe. Thì đến năm 1989 thì cái giải pháp thay thế hiện đại hơn, nó hoàn thiện hơn và nó được cấp bằng sáng chế vào năm 1890. Đấy quý vị ạ, bên phải quý vị. Bánh xe động cơ có ưu điểm gì? Thứ nhất, nó là tiết kiệm, trọng lượng của nó rất là nhỏ, chi phí sản xuất của nó cũng tiết kiệm và giảm tác động về môi trường. Nhờ bởi vì gì ạ? Bên trái quý vị sẽ thấy là nhờ nó bỏ đi được bộ truyền động cơ học bao gồm cả hệ số vi sai đây ạ, hộp số này, bộ vi sai này, đấy, nó nhiều như này. Đây là cái động cơ bình thường, khi mà truyền qua bánh xe thì nó thông qua những cái hộp số này, vi sai này, bộ xử lý rất là cồng kềnh. Nhưng động cơ của chúng ta ấy, nó là động cơ trục bánh xe, tức là bản thân nó được gắn trực tiếp vào bánh xe. Đấy, và nó giảm thiểu, ví dụ quý vị đưa trên cái ô tô thì quý vị sẽ thấy là gì? Nó không có bộ vi sai, không có hộp số. Đấy quý vị ạ. Và khi mà động cơ trục bánh xe thì động cơ trục bánh xe hiện tại tại bây giờ của Segway thì nó sẽ đạt được cái gọi là mô men xoắn cực đại, khi kể cả những mới khởi động thôi. Khi quay những vòng quay thấp nhất thì nó cũng đạt được mô men xoắn cực đại rồi. Mà những cái động cơ bình thường khác thì nó ít làm được. Đây, trong ô tô đấy quý vị ạ. Đấy, động cơ này. Đây là động cơ xăng bình thường đấy. Trục chuyển động này, trục bánh sau này, bộ vi sai, nó là một tất cả những cái này nó rất là ngoằng lằng ngoằng. Và chúng ta đang có một cái bánh xe chủ động, tức là bốn bánh. Nếu mà lắp trên xe ô tô thì chúng ta lắp là khoảng hai cái bánh thôi, hai bánh chủ động thôi, tự động nó sẽ quay. Nếu chúng ta lắp trên Segway thì chúng ta lắp khoảng bốn bánh và bốn bánh đều độc lập nhau. Đấy,
thì động cơ trục bánh xe thì nó rất là tiềm năng, nhưng mà nó có nhược điểm là gì ạ? Kích thước của nó quá to, nếu mà càng làm công suất càng lớn thì các cuộn dây của nó lại càng nhiều, thì tạo ra cái trọng lượng và cái kích thước của nó to. Chính vậy nó không thể áp dụng đối với cái Segway được. Bởi vì cái độ trọng lượng của nó nặng và kích thước nó to như vậy, chúng ta không sử dụng động cơ ở ngoài để chúng ta đưa vào Segway, bởi vì nó quá to và quá cồng kềnh, nó làm giảm khí động học của chúng ta. Chính vậy các kỹ sư của chúng ta đã tự nghiên cứu và khắc phục hai cái nhược điểm về trọng lượng và kích thước. Đấy, thì chúng ta tạo ra cái động cơ. Bên trái quý vị là động cơ của chúng ta. Bên Trung Quốc thì người ta cũng có, trên thế giới cũng rất nhiều cái động cơ bánh xe, nhưng người ta có công thức khác nhau. Tôi lấy những cái đất nước sản xuất rất là giỏi về công nghiệp như là Trung Quốc. Trung Quốc có thể là nhái và ăn cắp hoặc là tự sáng tạo ra rất nhiều mẫu. Bên phải quý vị là đó động cơ Trung Quốc. Nó có ba công suất là 3 kW. Nhưng công suất của chúng ta là 25 kW. Nhưng về trọng lượng của chúng ta thì không to hơn nó là bao nhiêu cả. Nhưng công suất của chúng ta đạt gấp 10 lần. Tức là về trọng lượng, về kích thước không to hơn nó là bao nhiêu. Nhưng công suất của chúng ta lại đạt hơn nó hàng chục lần. Chúc mừng chúng ta đấy quý vị. Nghe tiếng vỗ tay cái xem nào. Đấy quý vị ạ. Chính vì vậy chúng ta tự sản xuất ra một cái động cơ của chúng ta riêng để chúng ta phục vụ cho cái Segway của chúng ta. Và tiếp tục tôi sẽ cùng với quý vị sẽ đi tìm hiểu tiếp. Chúng ta đang sản xuất những cái loại động cơ như nào, công suất 10, 20, 28, 35 và 60 kW. Và cái 60 kW hiện tại bây giờ là trong cái nhà máy của chúng ta này. Đây, khoảng 60 kW trên màn hình quý vị đã thấy ấy. Và để mà chở được một cái container hoặc là một cái phương tiện nặng khoảng 10 tấn với tốc độ chạy là 150 km, thì chúng ta dùng bốn động cơ, hai trước hai sau, và bốn động cơ này với công suất là khoảng 60 kW, chúng ta nhân lên là rơi vào khoảng là trên 240 kW, là 200 với công suất khoảng 240 kW, và chúng ta đủ sức để chở được cái xe hàng nặng khoảng 10 tấn và với tốc độ là 150 rồi. Đấy. Tiếp tục. Để mà đạt cái tốc độ tối đa như là phương tiện cao tốc của Segway, và cao tốc là 500 km/h ấy, và cái container hạng nặng, thì chúng ta cần cái công suất là khoảng từ 200 đến 800 kW. Thì đối với 200 và 800 kW như vậy, thì nếu mà chúng ta sử dụng cái động cơ ngoài thì nó nặng khoảng là gần tấn, hơn tấn, 1 đến 2 tấn. Đấy. Cho nên chúng ta không sử dụng cái động cơ ở ngoài. Và đối với cả động cơ trục bánh xe như này thì chúng ta nó là không có đối thủ về độ an toàn, bởi vì là nó các thuật toán được lập trình, được cài đặt, kể cả những cái vòng tua nó rất là nhỏ, ví dụ như 0.1 vòng trên phút thôi, bình thường là người ta kiểm soát là khoảng 1-2 vòng hoặc chục vòng, nhưng đối với cả sử dụng là thuật toán thì nó nhích như này người ta cũng kiểm soát được, như vậy cái độ an toàn của nó cực cao. Đấy. Thì nhiều người ta hỏi là thế cái sản phẩm của chúng ta như thế với chúng ta có sản xuất hàng loạt hay không? Thì thưa với quý vị rằng là chúng ta có sản xuất hàng loạt. Tại sao? Bởi vì là cái sản phẩm của chúng ta hoàn toàn cạnh tranh được về giá và chất lượng so với thị trường. Có rất nhiều công ty người ta chỉ là tập trung vào sản xuất một cái này, cái mảng này thôi. Nó cũng là hay rồi. Và nhiều người ta hỏi với ông Zuzuki là tại sao mà ông không đưa cái động cơ này vào cái xe đạp điện, cái xe máy điện. Thì ông ấy trả lời là bởi vì cái thị trường nó quá bé. Thị trường nó bé. Chúng ta có những tham vọng lớn hơn. Đấy. Và kể cả quý vị có sản xuất cái motor này để cho một cái xe đạp điện hay xe máy điện thì thương hiệu vẫn mang tên người ta mà thôi. Nó không mang tên bởi cái motor của quý vị nằm trong cái xe của người ta cơ mà. Đấy. Và
Cái thông tin này từ Ecofax năm 2019, survey cũng đã nói, ông Zudicki cũng đã nói là dạ, có những đối tác đặt những cái đơn hàng là khoảng chục ngàn chiếc để cho lắp vào ô tô. À, quý vị có thể là lục lại những cái tư liệu từ NACO Ecofax năm 2019 để xem được cái tư liệu này. Như vậy là đối với cái động cơ này chúng ta không phải còn quá trình nghiên cứu nữa, mà chúng ta đã là xong trước so với cả cái hệ thống dây của chúng ta. Chúng ta đã xong rất lâu rồi và chúng ta đã từng ứng dụng vào xe đạp, xe máy và ô tô của chúng ta. Trước đây là cái ô tô người khuyết tật đấy. Đấy. Và hiện tại bây giờ nó đang ứng dụng trên phương tiện Segway. Thì tôi thấy là quý vị thấy rất tiềm năng, đúng không quý vị ạ? Riêng bóc tách về cái đường dây thôi được, quý vị sẽ thấy rất nhiều chi tiết, rất nhiều thứ để thấy công nghệ này nó quá tiềm năng, nó quá sở hữu trí tuệ cao. Và trong một cái hàng trăm cái chi tiết trong cái xe Segway vậy, một mỗi chi tiết thôi thì nó cũng đáng giá giống một cái công ty khởi nghiệp được sau này để có khả năng để IPO được. Ví dụ như sau này giả sử như chúng ta chỉ chuyên về sản xuất động cơ thôi, nó cũng là một cái công ty xứng đáng đáng giá để chúng ta đều đầu tư, đúng quý vị ạ? Và chúng ta hiện tại bây giờ không phải là nghiên cứu nữa mà nó đã xong rồi. Xong rồi. Cho nên là quý vị là dạ, hiện tại tại sao có chúng tôi nói là dạ, quý vị đang tài trợ sở hữu cổ phần của hàng chục công ty với mệnh giá của một cái công ty Segway thôi. Cho quý vị một tràng pháo tay tiếp. Nhiều quý vị đã nói là rằng tại sao Segway lâu 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 IPO thế? Tôi đặt ra câu hỏi quý vị là thế mất bao lâu người ta quy định là IPO? Tôi hỏi quý vị, có người bảo tôi là 5 năm rồi chưa IPO. Thế tôi hỏi là thế có sách nào ghi là 5 năm phải IPO không? Đúng không? Cái độ khó của mỗi công nghệ nó khác nhau. Cái độ theo đuổi, cái độ khó và cái thị trường nó khác nhau. Cho nên là cái mức độ đầu tư cũng khác nhau, cái thời gian cũng là khác nhau. Nhưng khi người ta thành công, khi người ta xong, thậm chí bằng hàng trăm cái trước. Đấy. Thì tôi cũng lấy ví dụ hình dung cho quý vị thấy rằng là những cái công ty công nghệ nổi tiếng là người ta mất thời gian bao lâu để người ta IPO. Nếu mà người ta mà vừa mới lập ra sang năm người ta IPO được rồi thì mình quay lại trách là ông Segway này lâu thế. Nhưng nếu mà người ta là mất hàng chục năm thì mình bảo là Segway là nhanh lắm. Đúng không? Từ ngày mai quý vị cũng phải nói như thế. Đấy, Dorac 7 năm IPO. Airbnb 12 năm IPO. Lâu chưa ạ? Chúng ta có 7 năm. 7 năm mà cái sản phẩm của chúng ta đang theo đuổi, cái tham vọng nó lớn, độ khó nó cao, mức độ để thay đổi thị phần toàn cầu. Làm lớn thì nó phải nó khai. Đúng không ạ? Uber 15 năm IPO. Đấy, rất nhiều cái công ty 8 năm, Wiz 10 năm, Zika Holding 8 năm. Tất cả những công ty trên này là quý vị đã thấy là đã 8 năm rồi, 8 năm trở lên rồi người ta mới IPO. Tức, như vậy là gì ạ? IPO không phải là ông nói là 2 năm IPO là IPO, 3 năm là bắt buộc nó phải IPO, không phải. Cái người ta đang theo đuổi ở đây là theo đuổi là gì ạ? Một công ty đấy làm ra sản phẩm của người ta phải đạt chất lượng, doanh thu ổn định, phát triển, sau đó người ta mới tính IPO. Đấy, công ty càng khó, sản phẩm càng khó, càng hàm lượng trí tuệ cao thì thời gian người ta có khả năng sẽ IPO chậm hơn. Tôi lấy ví dụ tiếp tục cho quý vị. SpaceX 19 năm chưa IPO. Bởi vì cái độ khó người ta cao. Tí tôi nói kể cho quý vị một cái câu chuyện về Space. Hyperloop 8 năm cũng chưa IPO. Thành lập Hyperloop và Segway mà chúng ta đã có chứng nhận rồi, chúng ta cũng đã chuẩn bị là năm trong năm nay chúng ta cũng đã chuẩn bị xuất rồi.
thì tôi quý vị thấy là gì ạ? Mà công trình chúng ta theo đuổi nó còn tham vọng hơn, lớn hơn rất nhiều. Chúng ta còn ra thị trường trước thì phải vỗ tay chúc mừng chúng ta. Chúc mừng tất cả các quý vị anh chị với một số vốn rất nhỏ nhưng chúng ta sở hữu cái cổ phần của những tập đoàn tiềm năng, cực kỳ tiềm năng. Nếu không có hệ thống crowdfunding, không có người chia sẻ, không người bắt cho quý vị, thì tôi nghĩ rằng là quý vị không nhận ra được cái tiềm năng đó đâu. Nếu 2014-16 quý vị nhận, quý vị thấy sợi quay nhưng chưa chắc quý vị đã đầu tư. Và nếu mà từ năm 2016 tôi bỏ cuộc thì tôi nói với quý vị là bây giờ là không có ai đầu tư hết, tôi khẳng định quý vị như vậy. Nhưng mà tôi chưa bao giờ tôi kể công, tôi chưa bao giờ tôi để kể là tôi đại diện nọ, tôi đại diện kia. Tôi có trên bảo tàng rất nhiều. Và lúc khó khăn nhất của thị trường Việt Nam, một mình tôi ngồi, tôi đối phó, một mình tôi ngồi khi không có ai. Nhưng đến tất cả những cái thành quả bây giờ rồi, rất nhiều người nhảy vào là tôi đấy. Rất nhiều người nhảy vào mới nói là đấy là công sức của người ta. Tại sao như thế? Cái người không nói không phải là không nói. Tại sao các anh chị lại, tại sao có những người mà lại không làm ra, không phát triển ra lại nhận thành quả của mình? Quá xấu hổ đúng không ạ? Đấy, cho nên là mình phải biết là gì ạ? Nếu quý vị có khả năng là quý vị làm thì quý vị đã phát triển rất là mạnh rồi. Quý vị có khả năng làm thì những buổi thời lúc khó khăn nhất của Segway, khi mà chưa ai tin Segway, mọi người 90%, 99% người ta hoài nghi. Quý vị phải là người làm tốt đi, thời điểm đấy mới quan trọng. Nhưng đến khi chín muồi rồi, người người nhà nhà ủng hộ rồi, quý vị là bảo tôi đấy, tôi là người đầu tiên đưa Segway về. Nó khẳng định quý vị quá buồn cười. Đấy, quý vị sẽ thấy là gì ạ? Tôi cũng cho quý vị những cái bằng chứng thuyết phục mà tôi, tại sao mà chúng ta làm được thị trường của chúng ta, trong nhóm của chúng ta, hiện tại bây giờ chúng nhóm chúng ta là một trong những nhóm phải nói là mạnh nhất toàn cầu. Không còn nhóm nào mạnh hơn đâu. Bởi vì cái phương pháp làm của chúng ta, cái quyết tâm của chúng ta, cái quyết liệt của chúng ta, ý chí của chúng ta. Và chúng ta phải sở hữu như nào, đồng đội của chúng ta mới sở hữu như vậy được. Họ không làm được bởi vì họ không truyền được nhiệt. Họ không có những bằng chứng thuyết phục. Họ cũng không có cái trách như chúng ta đang trách. Và họ cũng là nhà tài trợ nhỏ giọt bởi vì người ta không nhìn thấy tiềm năng. Người ta phải, chính những người lãnh đạo, chính những người nhóm đấy, người ta phải có tầm nhìn dài hạn, tầm nhìn dài, tầm nhìn trên cao thì người ta mới thấy được cái giá trị của những dự án tiềm năng. Tôi cho rằng là người ta không nhận ra được cái giá trị tiềm năng, cho nên là người ta không truyền được cái nhiệt năng cho chính đồng đội của mình. Đấy. Và cách tôi từ 2016 tôi phát triển như nào, có những bằng chứng thuyết phục, bởi vì tôi không phải nói đâu, tôi có bằng chứng thuyết phục trên đấy. Đấy, quý vị đã thấy là gì ạ? Những công ty trên màn hình quý vị đã thấy, có những công ty 12 năm, 8 năm, 19 năm, 9 năm, người ta đã IPO đâu. Chứ IPO không như đồng nghĩa với việc là người ta là công ty vứt đi, công ty vơ vẩn, công ty lừa đảo. Không phải. Nói thế cũng chưa đúng. Mỗi cái sản phẩm có tính chất độ khó khác nhau, cái việc đầu tư của khác nhau và mục tiêu IPO của họ là khác nhau. Có những công ty mục đầu tư sớm, IPO sớm, và có những công ty người ta không muốn IPO lúc này. Tôi sẽ bằng chứng cho quý vị. Khi khởi đầu của Tesla và SpaceX thì nó cũng rất nhiều khó khăn quý vị ạ. Nó khó khăn hơn chúng ta rất nhiều. Tôi nói quý vị là cái việc mà đầu tư, cái việc tài trợ, cái việc đầu tư vào một cái công nghệ dự án trong cái thời điểm đầu tiên. Có người khen, có người chê, có người khen bảo rất tiềm năng thế. Có người chê bảo rồi cái đấy đã ra được đâu, cái đấy đây, có người là bình thường. Rồi có người viết tiêu cực, là bình thường. Nó đang luyện cho mình.
Nếu mà xét về tiêu cực, tôi nói vì không ai nhiều bằng Facebook. Đi kiện suốt. Lúc nào không kiện. Rất nhiều công ty nước ngoài bị kiện. Đấy. Nhưng nó chỉ là phép thử của chúng ta thôi. Đối với cái đầu tư của chúng ta phải có cái tầm nhìn. Và tí nữa thì tôi có nói với quý vị là chúng ta sẽ nhìn vào như thế nào. Và SpaceX và Tesla cũng thế. Thời điểm đầu khó khăn như thế nào. Khi mà Elon Musk bán đi cái công ty PayPal, bởi vì cái công ty PayPal là rất là tốt rồi. Nhưng có những thời gian là thua lỗ là thậm chí là hàng năm hàng chục triệu đô la. Đấy, thua lỗ triền miên như vậy. Thì thời điểm đó Elon Musk bắt đầu mới bán cái PayPal này cho một cái công ty eBay sau đó. Đấy, bán cho eBay và thu về, Elon Musk thu về khoảng 180 triệu đô la. Ông tiếp tục đầu tư Tesla. Thì đối với Tesla ấy, thời gian đầu thì công ty này gọi là thua lỗ triền miên, không có triển vọng. Nhiều người còn nói xe đồ chơi, không có triển vọng mọi thứ. Nhưng Tesla đang thay đổi, đang theo đuổi là gì ạ? Muốn thay đổi cái phương thức vận tải sử dụng khí đốt bằng phương tiện là sử dụng năng lượng sạch hơn. Sạch hơn thôi, nhưng mà sản xuất đó lại bẩn hơn, rất là bẩn. Thứ hai nữa là gì ạ? Với cái ý tưởng đấy thì ban đầu không nhiều người đón nhận đâu quý vị ạ. Đấy. Và đến thời điểm khủng hoảng năm 2008 thì Tesla rơi vào khó khăn triền miên, khó khăn vô cùng. Lúc đó Elon Musk phải đầu tư thêm 40 triệu đô la và lại tiếp tục cho Tesla vay khoảng 40 triệu đô la để mà giúp công ty phát triển tiếp. Và đến năm 2013 thì công ty lại khủng hoảng về vấn đề là, mặc dù IPO vào năm 2010 rồi, lại khủng hoảng về vấn đề là đơn hàng, tức là ít người đặt hàng quá. Thì ông này ông nói là bây giờ chỉ có chết, cách duy nhất là chắc là cũng rất là nguy hiểm, phá sản rồi. Và ông ấy mới bắt đầu là gọi tất cả nhân viên, từ kỹ thuật, từ kỹ sư, từ tất tật tật, bất kỳ một ai đều phải gọi điện chào hàng. Đấy, quý vị thấy nó khó khăn như thế. Và sau cuộc cái chào hàng như thế thì đầu tiên là ông cũng nghĩ rằng là thôi, nếu mà được này không được có khi là phải bán cho, lúc đấy bán cho ai, bán Google hay sao. Đấy, định bán công ty, tóm lại là định bán công ty. Nhưng thời điểm đó tất cả nhân viên đều gọi điện thành công thì bắt đầu mới cứu giúp Tesla trở nên là ổn định như bây giờ. Đấy, và chúng ta cũng chưa đến rơi vào đến tình trạng là tất cả nhân viên của chúng ta phải gọi điện cơ mà, đúng không nào? Đấy, cũng là khủng hoảng. Khủng hoảng năm 2008 thì nó còn mạnh hơn so với dịch Covid hiện tại bây giờ một chút, nhưng nó về vấn đề thiệt hại doanh nghiệp nó cũng rất là cao nhiều, nhưng mà chúng ta cũng phát triển rất là tốt. Đấy, và năm nay là chúng ta lại còn tin mừng nữa, rất là nhiều cái tin mừng như vậy. Tiếp tục một câu chuyện thời điểm khó khăn. Space thành lập 2002 và Space thì thời điểm đó là người ta có công ty chỉ đủ là số tiền là phóng 4 lần tên lửa thôi, có 4 lần rồi. Phóng 3 lần thì bị nổ rồi, thôi chết rồi, và 4 lần một cái duy nhất nữa thôi. Thế hỏi quý vị là thời điểm đấy ai dám đầu tư vào thời điểm đó? Đấy, không ai dám vào. Tôi hỏi quý vị không dám đầu tư vào luôn. Chỉ có một cái duy nhất phóng nốt cái này mà nổ phát nữa là thôi, là xong ngay. Đấy, nhưng người ta quyết tâm và SpaceX bắt đầu phóng cái thứ tư thì sau đó là nó thành công. Và sau cái thứ tư đó mới có hợp đồng với cả NASA một trị giá là 1,6 tỷ đô la. Thì sau khi mà có hợp đồng, những hợp đồng 6,6 tỷ đô la này thì bắt đầu mấy công ty bắt đầu mới ổn định trở lại mọi thứ như vậy. Đấy, nó khó khăn hơn rất là nhiều. Và nhiều người người ta hỏi, cũng hỏi câu hỏi là khi nào mà SpaceX lại IPO đây? Thì ông Elon Musk ông nói là dạ, khi nào mà cái con tàu của ông đấy nó phóng như cơm bữa, liên tục luôn, doanh thu ổn định mọi thứ thì ông này mới IPO.
18 năm rồi, Segway có 8 năm thôi, còn thiếu 10 năm nữa. Nhưng cái của chúng ta theo đuổi nó cũng tương đối là lớn. Đấy, tương đối là lớn. Bao phủ rất là rộng. Và ban đầu tôi nói quý vị là ban đầu, thời điểm đầu tiên, không phải là cái ý tưởng của Tesla và SpaceX là cái ý tưởng điên rồ hay là cái tưởng vớ vẩn hay là không hay, không tốt. Mà những ý tưởng tốt nó cần một chút thời gian nữa. Mặc dù nó tốt nhưng nó cần một chút thời gian. Ví dụ nhẽ là 6 năm nhưng mà phải cho nó năm thứ 7 thì nó mới bắt đầu mới ổn định, mới thành công được. Đấy, thì câu chuyện, qua cái câu chuyện của Tesla, SpaceX, thì chúng ta bắt đầu rút ra kinh nghiệm là có những thứ rất là tốt nhưng nó phải được cần một chút thời gian, phải cần có được tài trợ đủ thì nó mới thành công được. Chúng ta mới có từ năm 2014 đến bây giờ thôi, 6-7 năm rồi quý vị ạ. Đấy, thì nhưng trong năm nay chúng ta đã lên kế hoạch để chúng ta là bắt đầu thương mại những cái sản phẩm đầu tiên. Và khi bắt đầu thương mại này thì tôi nói với quý vị là gì ạ? Không còn gọi chúng ta là công ty khởi nghiệp nữa, mà hãy gọi chúng ta là công ty phát triển mới đúng. Chúc mừng chúng ta một tràng pháo tay quý vị ạ. Segway sẽ thay đổi, đột phá, tạo ra sự đột phá chưa từng có và thay đổi hệ thống giao thông toàn cầu. Đấy là rất nhiều người nói và tôi cũng cảm nhận như vậy. Bởi vì hiện tại bây giờ là giao thông trên thế giới nó gọi là chưa là giải pháp tối ưu. Mọi người đang loay hoay tìm, các quốc gia đang loay hoay tìm các giải pháp nhưng chưa giải pháp nào hoàn thiện cả. Nhưng chúng ta đưa ra một cái giải pháp, tôi nói quý vị là chưa gọi là hoàn thiện hết nhưng hơn đối thủ, cạnh tranh được về giá, độ an toàn, đấy, thân thiện môi trường, mọi thứ là chúng ta, nó là tương lai. Và chúng tôi cũng đã đưa cho những cái dự án này cho những người ngoài chính thống, người ta cũng tham khảo, người ta cũng xem xét những cái dự án, nhưng người ta đều đánh giá cũng rất là cao và người ta nói đây là dự án tương lai và dự án rất lớn và tiềm năng to, rất là to lớn. Đấy quý vị ạ, tôi cũng chúc mừng tất cả quý vị là có những quý vị là chỉ có một chút tài chính thôi nhưng cũng đã kịp thời sở hữu cái cổ phần của những cái công ty mà hiếm hoi mà tiềm năng như này. Tôi nói với quý vị là tại những người tài trợ đầu tiên với Segway mà duy trì được bây giờ, nó là giống như sứ mệnh, không phải ai cũng biết đâu, không ai cũng nhìn ra được đâu. Có những người cùng thời điểm với tôi cũng đã tài trợ nhưng sau đó người ta sẽ không nhận ra được cái giá trị của nó và người ta sẽ từ bỏ, nó là bình thường. Và thành công nó sẽ đến với những người không bỏ cuộc, quý vị ạ. Đây, có những thứ ấy, IPO sớm lại không tốt. Đấy, thì tôi nói với quý vị là rồi, quý vị suốt ngày cứ bảo IPO chưa, người ta sẽ làm từng bước. Yên tâm, mình sẽ theo dõi từng bước của người ta. Bước 1 người ta làm được là được, bước 2, bước 3, bước 4, người ta làm xong thành công bước 4, bước 5, bước 6. Đấy, có phải người ta không làm thì lúc ấy mới chửi người ta. Đấy, IPO sớm không phải lúc nào cũng tốt. Tăng trưởng bền vững mới gọi là mục tiêu lâu dài của doanh nghiệp. Công ty nào cũng thế thôi, cũng mong muốn hướng cái công ty mình theo đuổi một cái mục tiêu là tăng trưởng bền vững. Chứ không phải mua IPO. Rất nhiều anh chị doanh nghiệp ở ngoài cũng nói người ta cũng không muốn ăn sổi, người ta cũng không muốn IPO lúc này. IPO cũng rất sẽ được thôi. Rất nhiều công ty trên thị trường chứng khoán thậm chí là mang thua lỗ, tăng trưởng không tốt, nhưng người ta vẫn IPO bình thường thôi. Nhưng cái chúng ta đang theo đuổi đây là dạng cái sự ổn định bền vững cho đời chúng ta, cho đời con đời cháu chúng ta. Đấy, cái chúng ta đang theo đuổi như vậy thì chúng ta theo đuổi những cái sứ mệnh ổn định bền vững thì cần cho nó một chút thời gian, nhưng mà nó cũng không không dài đâu quý vị ạ, không dài đâu. Giai đoạn 15 khi nào kết thúc?
rất nhiều người ta hỏi cơ câu giai đoạn 15 bao giờ kết thúc rồi bao giờ cổ tức, rất là nhiều cái câu hỏi như vậy, thì chúng ta cũng phải dựa trên cái lộ trình của công ty cả. Cái lộ trình ở đây là không phải là đính 3 tháng ông phải hết một giai đoạn nha, 4 tháng phải hết giai đoạn, không phải, nó phụ thuộc vào cái tiến độ của công ty nữa đấy, nguồn vốn tài trợ và trong cái thời điểm đó làm được những cái gì rồi thì sau đó người ta mới chuyển giai đoạn, quý vị ạ. Chứ mình vừa mới xây cái móng là mình bảo báo cáo mọi người là xong hết rồi thì cũng không được đấy. Cho nên là dạ, nó không phải phụ thuộc vào thời gian mà nó phụ thuộc là cái tiến độ cái công việc của chúng ta đang làm được những gì, chúng ta đang chứng nhận ở bước mấy rồi, sau đó chúng ta mới chuyển sang giai đoạn. Ở giai đoạn 15 thì chúng ta cái việc mà chúng ta sẽ hoàn tất cái việc thử nghiệm hệ thống tốc độ cao và chúng ta sẽ ký những cái đơn hàng rất là lớn, và thời điểm hai giai đoạn 15 có khả năng chúng ta sẽ chủ động được cái nguồn vốn của chúng ta mà không phải bán cổ phần nữa. Tức là gì ạ, người ta đã nói như này, tức là giai đoạn 15 à có khả năng chúng ta chỉ 14.2 và 14.3 thôi, thì chúng ta cố gắng lên à, cho thấy là hiện tại bây giờ nhiều dự án mục tiêu của chúng ta đang được tiến hành rồi. Đấy. À, từ bên châu Âu rồi từ bên Ả Rập chúng ta cũng đã chuẩn bị những cái thủ tục cái công việc của chúng ta cần thiết cho những bước đầu để thực hiện triển khai cái dự án mục tiêu. Và khi mà chúng ta thực hiện những cái dự án mục tiêu thì tôi nói quý vị là gì? Nghỉ hưu thôi. Đúng quý vị ạ. Cho chào tay thôi. thời gian vừa rồi quý vị đã thấy tại sao mà chúng ta trong nhiều năm chúng ta đang trả góp cứ 10 tháng nhưng bây giờ nó tụt xuống 5 tháng. Đấy là dấu hiệu. Đấy, nhiều người ở ngoài phòng chờ quá người ta cứ xin vào kìa. Bạn hôm sau phải nâng cấp lên, anh không phải nói phải nâng cấp lên. Bây giờ chúng ta chỉ có 5 tháng. Điều đó báo hiệu một điều rằng chúng ta đang có khả năng sắp gọi là thu ngắn cái thời gian, giai đoạn sẽ ngắn. Và tôi không muốn dùng là sắp kết thúc, bởi vì tôi nói là điều đấy có khả năng nó cũng là một cái tiêu một một cái một gọi là một cái chi tiết trong vấn đề mà cái dự án của chúng ta, tài trợ của chúng ta sẽ thu hẹp lại. Đấy, đấy điểm mấu chốt thứ nhất. Và theo báo cáo của ngài Judicki thì giai đoạn 15 sẽ kết thúc khi chúng ta bắt đầu xây dựng xong cái dự án 25 km, tức là thử nghiệm tốc độ cao. Bây giờ chúng ta đang chứng nhận tốc nội đô trước. Ở bên châu Âu chúng ta cũng đạt chứng nhận ở trong nội thành rồi. À, phương tiện trong nội thành, tức là phương tiện là 100 150 km/h. Bên UAE vừa rồi là chúng ta cũng đang thấy là chúng ta cũng đang chứng nhận rồi. Và tí nữa chúng ta cùng nhau xem. Được chưa? Cái nào chứng nhận xong là cái đấy có khả năng đi thương mại được rồi. Còn cái 25 km kia, 20, tức tốc độ cao kia, khi nào người ta xong thì lúc đó công ty đóng kết thúc 15 giai đoạn. Đấy. Kết thúc 15 giai đoạn đồng nghĩa với việc là người ta chuẩn bị thủ tục lên sàn. Đấy. Và nhiều người thắc mắc rằng là thế cái dự án cao tốc mất 2 năm như vậy thì giai đoạn 15 12 năm mới kết thúc. Vậy chúng ta tiếp tục tài trợ đến 2 năm kết thúc. Thì tôi nói với quý vị là không đồng nghĩa việc là chúng ta tiếp tục tài trợ bằng cổ phần tiếp tục trong 2 năm mà có khả năng nó sẽ ít hơn. À, đây quý vị ạ, có thể là việc thu hút cho cái dự án 25 km cao tốc kia nó sẽ xong trước, đấy nó sẽ xong trước, và cái việc ông xây là ông cứ xây thôi, cái việc ông chứng nhận là sau, khi nào ông chứng nhận xong là ông IPO. Còn trong quá trình xây dựng cái tốc độ cao 25 km đấy thì chúng ta đã thực hiện chứng nhận của phương tiện trong nội đô rồi, chúng ta thực hiện các dự án mục tiêu thì chúng ta vẫn có lợi nhuận, vẫn có cổ tức bình thường. Đấy. Đấy, chính vậy là không phải việc chúng ta là dự án 15 kéo dài 2 năm, không phải là chúng ta phải tài trợ 2 năm nữa, không đồng nghĩa như vậy, mà cái việc tài trợ của chúng ta sẽ rất nhanh và dự báo là sẽ nhanh thôi. Rất nhiều người bí mật, tức là cũng nghe rồi, nghe cũng rất nhiều, nhưng mà quý vị cũng thông cảm là bởi vì là công ty chúng ta ấy là không được tiết lộ, không ai được phép tiết lộ mới chết đấy.
không tiết lộ. Bây giờ có thương, có yêu, có quý lắm thì người ta cũng, tôi cũng không dám tiết lộ, hoặc lãnh đạo người ta cũng không dám tiết lộ. Đấy, càng bí mật thì chúng ta lại càng tò mò, càng muốn lật lên để xem. Đấy quý vị ạ. Thì đối với quan điểm của chúng tôi thì theo theo tôi theo quan điểm của tôi ấy, là nhiều khả năng cái việc mà tài trợ sẽ kết thúc trong cuối năm nay hoặc là đầu năm đấy là quan điểm của tôi. Còn công ty người ta sẽ không tiết lộ, có thể chậm hơn một chút, nhưng mà tôi nói với quý vị là đấy là nhiều khả năng như vậy. Bởi vì tôi thấy là chúng ta cũng chuẩn bị thực hiện dự án thương mại rồi, khi mà thực hiện dự án thương mại là bắt đầu chúng ta lại xuất hiện tài trợ cho dự án đấy, thì phương thức tài trợ nó sẽ khác đi. Đấy, và chính vậy là khi mà phương thức tài trợ nó khác đi thì cái việc mà tài trợ bằng cổ phần thì nó không ấy nữa, có khả năng nó sẽ dừng dừng lại, ví dụ vậy. Đấy, thì chính vậy đây là cái cơ hội tuyệt vời cho chúng ta, bởi vì là theo công ty là ngày 21 tháng 6 sắp tới sẽ bắt đầu chuyển sang giai đoạn 14.2. Có khả năng người ta sẽ gia hạn một vài ngày gì đó không cần thiết, nhưng chúng ta mục tiêu của chúng ta là phải tận dụng đi, bởi vì chúng ta chỉ còn 14.2 và 14.3 rồi, giai đoạn 15 là tự động nó sẽ chạy rồi. 14.2 và 14.3 để cố gắng sở hữu nhiều cổ phần. Tại sao sở hữu nhiều cổ phần? Bởi vì tôi nghe nói là gì ạ? Ở ngoài người ta nói là cái đồ không có nổi 1.000 tỷ. Với lại tôi cũng ra ngoài vừa mới đi xong một gặp một số anh, người ta cũng nói là đồ không có 1.000 tỷ thì mình vào chết rồi. Bây giờ mình làm, giả sử như mình làm mỗi năm mình kiếm 1 triệu đô đi, 10 năm thì kiếm được 10 triệu đô. Như vậy 50 năm thì chúng ta mới có 1.000 tỷ. Bởi thế chưa 50 năm thì chỉ học rồi. Mà trong khi đó người ta có 1.000 tỷ, người ta là 50 tuổi, 51 tuổi, 52 tuổi người ta có 1.000 tỷ. Mà 50 năm nữa mình mà nếu mà 1 năm mình có 1 triệu đô thì 50 năm nữa mình mới có 1.000 tỷ. Bởi thôi chế là 50 năm như vậy thì bây giờ sử dụng cái công cụ nào? Mới quay lại ra là để đi làm để có một cơ hội như 1.000 tỷ thì nó khó, vô cùng khó lắm. Nhưng mình có cửa, có khả năng, tôi nói không phải là có khả năng, mình sẽ có một cái cửa phụ, đó là dạng mình sở hữu thêm 50 triệu cổ phần để mình sẽ có cơ hội về sau ấy, người ta sẽ không gọi mình là cái đồ không có 1.000 tỷ nữa. Quý vị ạ, thì đây là cái câu chuyện mà nói cho vui thôi nha, chứ đừng nói là thằng tay kia toàn nói 1.000 tỷ. Đây nói để chúng ta có tăng động lực, bởi vì là không còn cách nào khác để chúng ta loại ra khỏi cái đồ không có 1.000 tỷ nữa. Thì bây giờ là chúng ta tìm cách là có một cái cửa rất sáng, đó là chúng ta sở hữu 50 triệu cổ phần. Đấy là cửa sáng nhất mà tôi đang tính từ sáng, từ lúc mà tôi gặp người ta nói tôi là cái đồ không có 1.000 tỷ. Ví dụ vậy. Thì tôi cũng đấy, đây là cái cửa sáng nhất. Thì tôi cũng bật mí quý vị, đây là cái cửa cũng sáng nhất. Chính vì vậy là còn giai đoạn 14.2, 14.3 nữa. Quý vị cố gắng làm sao sở hữu được cổ phần càng nhiều càng tốt của công ty này. Nó cực kỳ có giá trị quý vị ạ. Và nó giá trị, quý vị sẽ biết giá trị và nhiều người sẽ biết giá trị của nó khi bắt đầu sản phẩm của nó ra ngoài thị trường. Thực tế thì lúc đó cái giá trị của nó sẽ quay về. Thì lúc đấy tôi nói quý vị là quý vị đang sở hữu cổ phần của một doanh nghiệp nhưng trị giá của hàng trăm công ty. Tại sao tôi lại nói như thế? Bởi vì mỗi sản phẩm của công ty nó chứa được cái sở hữu trí tuệ cực cao, có giá trị tiềm năng của thị trường cực lớn. Mỗi công ty đó được thành lập để trở thành một cái công ty, mỗi sản phẩm đó được thành lập để trở thành một cái công ty thì cũng tốt, có giá trị cao. Công ty chuyên sản xuất đường ray thôi, công ty chuyên sản xuất cái motor thôi, đúng không ạ? Công ty chuyên thu năng lượng thôi, tua bin. Mình đang sử dụng cái năng lượng mặt trời và trên thế giới là rất rất nhiều người đang sử dụng năng lượng mặt trời, nhưng mà phương pháp làm thế nào để thu được năng lượng mặt trời một cách hiệu quả nhất thì đang đua nhau. Đấy, mình có công nghệ, rất là nhiều cái công nghệ. Thì chính vậy quý vị là chỉ còn 14.2, 14.3. Thì tôi cũng không biết 14.3 hay không, nhưng mà
chỉ còn 14.2 và 14.3 đấy, tôi nói là theo cái thông lệ thì nó sẽ có là 14.2, 14.3, nhưng mà không biết là 14.3 như thế nào. Và người ta, tôi cũng có bật mí cho quý vị rằng là một chút là cái 14.2 và 14.3 này nó cũng rất là nhanh thôi, họ chỉ nói là nhanh thôi, họ không nói là bao nhiêu tháng, nhưng mà nhanh lắm, họ bảo nhanh lắm. Và sau đó là sang 15 luôn. Tôi nói với quý vị là 15 là tự nó chạy rồi. Và thậm chí nếu mà 15 mà người ta không tài trợ bằng cổ phần nữa thì quý vị, thì lúc đấy là gì? Đúng, mãi mãi chỉ là cái đồ, không có 1.000 tỷ. Đấy, nói chơi quý vị nhá, nói chơi. Nói chơi vậy thôi. Đấy, quý vị, chính vì vậy là chúng ta cố gắng làm sao mà kịp thời trong giai đoạn 14.2 và 14.3. Được chưa? Và sau khi kết thúc 15 giai đoạn, sau khi chứng nhận xong công nghệ cao tốc, kết thúc 15 giai đoạn, một công ty sẽ làm thủ tục cho IPO, và có khả năng là hiện tại bây giờ người ta cũng đang chuẩn bị từng bước cho vấn đề đấy rồi. Đấy, chúc mừng quý vị đấy. Tức là trong năm nay, theo báo cáo là trong năm nay chúng ta sẽ có những dự án mục tiêu nhá. Bắt đầu là năm nay là năm mà chúng ta bắt đầu ra thị trường. Và thời gian ra thị trường thì theo báo cáo rồi theo báo chí mọi thứ, họ phải rất gần, gần lắm, nhanh lắm. Đấy. Và tôi cũng cho quý vị biết thêm một chút nữa là ví dụ như là Sway khi hợp tác với một quốc gia như nào. Khi công ty làm việc với một quốc gia nào đó thì thông thường công ty sẽ thành lập một cái công ty liên doanh chung, và thành lập cái việc của công ty liên doanh sẽ được tập đoàn người ta quyết định. Đấy. Và tôi cũng nhân tiện đây thì tôi cũng nói luôn một chút, bởi vì có một số anh chị hiểu lầm, và khi anh chị mà làm YouTube thì cắt luôn phần này cũng được. Một số người còn nói bảo là vừa rồi là công ty gì đấy thành lập một cái công ty liên doanh, công ty đấy mà nhiều người người ta nói nhầm là 51% ở Sherway thì nó là cũng không đúng đấy. Sherway chưa bao giờ bán 10%, nó không phải là, nó là công ty gọi là công ty thành lập liên doanh chung. Và hiện tại mình đang thực hiện bước đầu tiên, mình đang sẽ thực hiện bước tiếp theo. Công ty liên doanh chung này hiện tại đã được ký kết với các thành viên hội đồng quản trị quỹ, với một cái đối tác ở Việt Nam, và sắp tới thì bước tiếp theo là cái việc ký kết đó. Muốn thành lập một công ty liên doanh thì nó là sự ký với tập đoàn công ty mẹ đấy, thì chúng ta đang đi từng bước cũng rất là tốt. Nhưng mà chúng ta cũng không nhầm là không nên nhầm là chúng ta đã bán nốt nửa công ty cho đối tác rồi. Đó là công ty liên doanh giữa quỹ và đối tác. Đấy quý vị ạ. Còn khi nào công ty liên doanh chính thì về phía công ty mẹ người ta sẽ ký kết. Đấy, và chúng ta đang làm từng bước. Và ở Việt Nam thì cái việc mà rất nhiều doanh nghiệp người ta cũng ngỏ ý quan tâm đến cái dự án của chúng ta rất là nhiều. Với tội là không muốn, không nhiều người người ta không tiết lộ cho quý vị thôi, nhưng mà cái sự đón nhận ở Việt Nam khá là tốt, cũng đánh giá rất là cao. Đấy, cũng một phần là việc mà nhờ cái chương trình crowdfunding này chúng ta vừa có đem cơ hội đến cho từng người dân có cơ hội, và cũng giúp một số doanh nghiệp người ta có cái nhìn sâu sắc về vấn đề phương tiện giao thông. Người ta mỗi lần cái việc mà tài trợ vào công nghệ này, tôi nói vừa quý vị ạ, nó giống như cái việc đi tài từ thiện vậy. Quý vị từ thiện cho một người chỉ là giúp một người thôi, nhưng chúng ta tài trợ vào công nghệ là chúng ta đang từ thiện cho rất nhiều người sau này không bị tai nạn giao thông, không bị chết, không bị què chân cụt tay, và gia đình của họ không bị đau khổ. Cái đấy là chúng ta đang từ thiện cao cả với số vốn cực nhỏ, thì chúng ta từ thiện cái này mới là quan trọng, mới là hay. Đấy, còn chúng ta có khả năng chúng ta sẽ
sử dụng số tiền để chúng ta cho một người hai người chúng ta cứu giúp tạm thời cái người đó thôi, bởi chúng ta cũng không cho người ta cái cần công cơm đấy, thì chúng ta gọi là từ thiện với cấp độ thấp. Còn cái việc từ thiện của chúng ta vào cái công nghệ này hiện tại bây giờ là tôi nói với quý vị là chúng ta đang từ thiện quy mô, đang phân tác, đang phân phát cái tấm lòng, đang phân phát cái từ thiện của chúng ta với phương diện quy mô. Đấy. Khi là cái công nghệ này nó ra ngoài rồi thì tôi nói với quý vị là đổi lại cái việc từ thiện của quý vị sẽ được công ty đền đáp xứng đáng. Đấy, chúng ta có hai, vừa từ thiện lại vừa sự được sự đền đáp. Sớm hay muộn công nghệ này cũng phải xuất hiện ra ngoài thị trường. Rất nhiều người ngỏ ý muốn đón nhận. Và hợp đồng của Segway thì nó cũng rất là nhiều nhưng mà người ta không công bố sắp xếp. Đấy, và những cái quốc gia nào, đối tác nào đủ năng lực thì người ta công ty Segway sẽ sắp xếp thực hiện dự án trước. Đấy các bạn. Tôi cũng chưa tôi cá nhân tôi thì không ngừng tăng lên mục tiêu sở hữu cổ phần hàng năm. Mục tiêu của tôi. Và tôi cũng chưa một lần cảm thấy hối hận hay lo sợ rằng là thôi chết rồi. Sở hữu nhiều thế làm gì? Chưa một lần luôn. Và chính vì vậy tôi nói với quý vị là mục tiêu hàng năm của chúng tôi đều sẽ đạt được. Đều riêng cá nhân của tôi mục tiêu, tôi ít khi lên mạng xã hội khoe rồi tôi kể công, tôi không thích kể công bởi vì là kể công làm gì? Nhưng mà nhiều người đi kể công. Chính vậy là sáng dậy sớm quá cho nên chính vì vậy là tôi nói quý vị là tôi chưa một lần cảm thấy ân hận, hối hận hay nghĩ một chút là tại sao mình lại sở hữu nhiều này làm gì, sở hữu nhiều thế liệu con nọ nó kia không, chưa một lần ân hận. Và hàng năm mục tiêu của tôi đều tăng và đạt được. Tôi hy vọng rằng quý vị thế 14, 15 quý vị hãy phấn đấu để đạt được những cái mục tiêu của mình. Và sau này cái thành quả của quý vị sẽ được đền đáp. Tôi nói quý vị như vậy. Chẳng nhẽ là nháy mắt với nhau nó tốt lắm ấy. Đúng ạ. Quý vị ạ. Qua cái trình bày tôi trình bày trước quý vị là khi mà chúng ta hợp tác với một quốc gia cái phương thức của sở quay như thế này. Hôm nào quý vị làm video cắt đi cái chúng ta sẽ tạo ra một công ty liên doanh và cùng góp vốn với dự án đấy. Có khả năng chúng ta 49 hoặc 51% tùy vào cái dự án khác nhau. Và chúng ta không bán hoàn toàn cái công nghệ đấy, không bán hoàn toàn cái công nghệ SegWay cho đối tác mà chúng ta là hợp tác với đối tác để cùng nhau khai thác vận hành. Và không chỉ khai thác cái hệ thống xe đi lại mà chúng ta khai thác hệ thống sinh thái, hệ sinh thái xung quanh cả hệ thống đi xe của chúng ta. Đấy. Thì chính vậy là cái hệ thống xung quanh của nó rất là nhiều cái nguồn thu. Đấy. Và mỗi dự án tôi nói quý vị là dạ. Quý vị nghĩ đi, mỗi dự án chúng ta đang triển khai trên ở các quốc gia nó đều là một phần tài sản của Segway bởi vì chúng ta cổ phần mà. Nó đều là một phần tài sản của Segway. Và quý vị hình dung rằng là dạ, tất cả những các quốc gia trên thế giới chỉ mỗi quốc gia chỉ có một con đường đến hai con đường thôi thì tài sản chúng ta như thế nào, rất là nhiều đấy. Chính vậy là tôi nói với quý vị là công ty chúng ta đang có nhiều cách để vốn hóa công ty chúng ta, và khi chúng ta vốn hóa mạnh đủ mạnh thì cái cổ phần của chúng ta cũng tăng mạnh. Quý vị hình dung đi là dạ,
mỗi quốc gia chỉ có một hai con đường thôi, thì công ty của chúng ta không ngừng to lên, đồng nghĩa với cổ phần của chúng ta là không ngừng tăng lên, bởi cổ phần nó chỉ bấy đấy thôi quý vị ạ. Đấy, và đây được đánh giá là dạ, một số người cho rằng đây sẽ là một trong những công ty có sức mạnh về vốn hóa nhanh và lớn. Điều đó sẽ giúp cổ phần của quý vị rất là nhanh. Chúng ta có nhiều khách lắm, token, các dự án mục tiêu, cách vốn hóa cổ phần đang góp rất nhiều khách quý vị. Sau này người ta mới thấy được quý vị là người ông nào nhiều cổ phần mới là giá trị. Đấy, chính vậy tôi tha thiết, tôi cũng gọi là nháy bậc mí, nháy mắt với quý vị là sở hữu cổ phần 14.2 và 14.3 là thời điểm quyết định chốt lại. Sau này quý vị có cơ hội có 50 triệu cổ phần hay không? Chúc mừng quý vị cố gắng. Cho chàng tao đây tuần này. Đôi lúc là động viên mình tí. Bây giờ còn sớm lắm. Thì quý vị vừa rồi là những cái tờ báo như là The National News cũng đã đưa tin ngày 6 tháng 6 và rất nhiều tờ báo hiện tại bây giờ chúng ta khoảng trên chục tờ báo đưa tin. Và trong cái địa, trong cái, những cái tờ báo đã đưa tin, quý vị thấy là phương tiện của chúng ta đều chở người rồi. Đấy. Và khi chúng ta chở người thì cho thấy là chúng ta đang được đã được chứng nhận rồi. Công ty chúng ta nói cũng rất là đúng, bởi vì dạ, công ty chúng ta bảo tháng 3 bắt đầu hoặc tiến hành hoạt động chứng nhận. Những chứng nhận ở đây là dạ, giống như quý vị đang thi, đây tôi nói gọi là ví dụ ở đây cho dễ hiểu thôi, không phải là giống nhau. Ví dụ như quý vị đang thi bằng lái xe chẳng, thi xong rồi phải chờ cái người ta cấp, đúng không? Thì vừa rồi là quý vị đã thấy là công ty đã có chở người, hoạt động chở người rồi, tức là chúng ta phải có chứng nhận, chúng ta phải đạt chứng nhận, chúng ta mới chở người theo dạng thử thương mại. Không, chúng ta vẫn phải thử nghiệm và đưa cục sắt, cục thép làm sao có trọng lượng để nó hoạt động. Như vậy, có khả năng chúng ta đã đạt chứng nhận đủ tiêu chuẩn của OEA, hoặc nếu gần đây nhất là tiêu chuẩn của UAE mà phù hợp với tiêu chuẩn của Liên minh châu Âu nữa, thì nó là tuyệt vời. Có khả năng. Đấy, thì chúng ta đạt tiêu chuẩn của UAE và Liên minh châu Âu. Như vậy, khi mà chúng ta đạt chứng nhận như vậy xong, thì chúng ta có đủ điều kiện để chúng ta sẵn sàng đi thực hiện những dự án mục tiêu rồi. Chúc mừng quý vị. Như vừa rồi là quý vị đã thấy rồi. Ông Zazeskai, ông mới nói rồi ạ. Dự án thương mại đầu tiên sẽ có tại mặt tại UEA vào tháng 9 năm 2023. Và rất nhiều cái dữ liệu, dự kiện của những cái tờ báo đã liên kết lại rằng là cái việc mà năm 2023 này là phương tiện, đó là phương tiện hạng nặng, container của chúng ta. Và quý vị có thể lên check kiểm tra là cái dự án người ta đã công bố là 130 km, chiều dài 130 km, thì nó cũng tạm ổn. Đúng là 21, 22, 23, đúng 2 năm có khi lại ngang với cái việc là người ta xây dựng tuyến đường cao tốc, cũng 2 năm để xong. Tôi nghĩ là đủ năng lực của chúng ta để thực hiện những IPO. Kể cả chúng ta, thậm chí nhiều công ty người ta cũng chưa có lợi nhuận, người ta vẫn IPO được. Nhưng để mà đẹp hơn, để mà phát triển bền vững hơn, thì chúng ta có phải có một vài dự án thương mại đầu tiên cần chứng minh, để các nhà đầu tư, thị trường chứng khoán, người ta nhìn thấy được cái sự tiềm năng thực sự, chứ không phải trên lý thuyết. Người ta sẽ tài trợ. Chỉ cần công ty này có một cái dự án thực sự hoạt động, thì đúng giống như ông Junichi nói như trước lời, đơn hàng nó rất nhiều và cái việc tài trợ rất nhanh. Đấy quý vị ạ. Thì báo chí gần đây cũng đã nói rồi, chúng ta sẽ có những thời gian sớm để bắt đầu thực hiện dự án thương mại. Và ông ấy nói tiếp, hệ thống có tiềm năng to lớn, UAE
căn cứ của chúng tôi, đây là quốc gia hứa hẹn nhất cho công nghệ của chúng tôi, tức là UAE là quốc gia tiềm năng đầy hứa hẹn của Segway. Và chúng tôi có rất nhiều sự hỗ trợ từ sàn ra. Và có, người ta cũng đã từng nói có khả năng là, tôi cảm nhận cái ông giám đốc này ông nói là tôi cảm nhận là có sự hỗ trợ vĩnh viễn của nghèo hoàng thân. Đấy, ông ấy nói chứ tôi không nói. Công nghệ đã hay rồi. Hỗ trợ vĩnh viễn. Thì tôi nói với quý vị là chúng ta cũng được ưu ái, chúng ta cũng được để ý. Và không chỉ chúng ta mà chính những đối tác của chúng ta cũng đang rất là mong muốn chúng ta thành công. Họ ủng hộ chúng ta bằng 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 ngôn ngữ, bằng lời nói, bằng hành động. Đấy, họ quảng bá công nghệ chúng ta, thì cái việc chúng ta, anh em chúng ta đi quảng bá cái công nghệ này đâu có gì là sai, đâu có gì là hèn. Đúng không ạ? Những vị chức trách, những vị quan chức, những người có học vấn, những người có trình độ cao, những người có tầm nhìn lớn, người ta còn đi quảng cáo Segway mà. Người ta còn đi giới thiệu Segway mà, người ta nói Segway tốt lắm mà. Tại sao mà mình đi nói Segway mình lại sổ? Không được. Đúng nào? Đấy. Ông Hussein ông nói rằng là giám đốc của Trung tâm Đổi mới Công nghệ. Ông nói là chúng tôi đang xem xét khu Phang Khang, tức là cái từ cái cảng biển gần đấy. Và chúng tôi cũng đang nghiên cứu lựa chọn bên trong trung tâm thành phố, tức là dự án gọi là dự án vận tải hạng nặng, là phương tiện vận chở hàng hóa cộng với các dự án trong nội đô, đô thị. Đấy, người ta đang nghiên cứu thêm những cái dự án trong thành phố. Chúng tôi mong muốn thương mại hóa công nghệ này và biến nó trở thành một trong những thành công lớn nhất của khu vực. Đấy. Đấy quý vị, chúng ta có những cái tiềm năng cực kỳ to lớn. Không chỉ chúng ta nói với nhau là Segway tiềm năng lắm, Segway tốt lắm, mà họ, họ là những người có trình độ, họ là những người có tầm nhìn. Không phải là một mình đánh giá là họ là người tầm nhìn, mà họ chứng minh bằng cái thành quả của họ. Dubai 50 năm thôi, đổi lại đây thôi, trở thành một cái quốc gia rất là giàu có. Đấy. Họ quảng cáo chúng ta, họ giới thiệu công nghệ của chúng ta, họ còn nhận định nó tiềm năng hơn chúng ta. Mà cớ gì mà chúng ta bảo sơ về tiềm năng mà bây giờ khác chừng. Chúng ta phải mạnh dạn. Khi người khác nói, khi người khác chửi, tức là chẳng qua là họ chưa có thông tin, chẳng qua họ chưa có thời gian, chưa một lần nào đó họ bỏ đi cái tôi, họ lắng nghe một lần về cái công nghệ. Khi tôi nói quý vị là khi người ta lắng nghe rồi, tôi nói quý vị là ai cũng thích hết. Ai cũng thích hết. Có những người, người ta thậm chí là người ta, cái tôi người ta cao lắm, nói sơ quên người ta chưa nó kịp nói là người ta đã đẩy ra rồi, nhưng khoảng 2 năm sau người ta lại đầu tư, có người 3 năm sau lại đầu tư tài trợ. Đấy, như vậy công việc của chúng ta nó giống như cuộc cách mạng vậy. Và cuộc cách mạng, một những cái thứ mà tiềm năng trong tương lai không phải ai cũng nhìn được, chỉ có những người có nhãn quang, những người có tầm nhìn, người ta mới nhìn thấy được. Và sau đó người ta sẽ mách dần những người khác để hiểu được cái giá trị của công nghệ đấy. Đấy, giống quý vị là thấy ngày xưa cũng như thế, Bitcoin cũng thế. Bitcoin nhiều người, người ta mách, người ta nói còn tiêu cực hơn mình rất là nhiều. Đấy, có người đầu tư và có người suốt ngày nói, và có người là đến bây giờ cũng nói, ví dụ vậy. Đấy. Đấy, chúng ta cũng thấy ở nhà ga là chúng ta cũng thấy là người ta cũng dán cái lưu trình này. Tôi cũng không biết là cái mục đích người ta dán cái lưu trình để làm gì. Nhưng mà tôi thường là ví dụ như đi xe buýt, cái thời sinh viên đi xe buýt,
thì tôi thấy là cái lưu trình từ đoạn này đến đoạn này đoạn này đấy, tức là lưu trình thì cái lộ trình này thì cũng được dán tại cái nhà ga của chúng ta. Không biết ý đồ người ta là tiếp tục là triển khai từ xa ra đi đến các điểm khác nữa hay sao, và đây sẽ là những dự án thương mại sẽ được bực ý nữa hay sao. Đấy, thì đối với công ty của chúng ta chúng ta không được phép tiết lộ, chỉ được là âm thầm phân tích và mách cho nhau hiểu và phân tích cho nhau hiểu, và chúng ta không được tiết lộ trên mạng xã hội, không tiết lộ, không khẳng định. Đấy, nhưng chúng ta cũng cần là phải dạ, phân tích, cũng phải là đánh giá, giống như người ta bình luận bóng đá ấy. Người ta được quyền bình luận mà, đúng không? Thì mình cũng được quyền bình luận. Đấy, thế chính vậy là người ta dáng như này thì anh em chúng ta vừa rồi cũng bình luận, tôi thấy cũng là hay. Có người người ta đánh giá là lộ trình từ cái này đến cái này, thì tôi thấy là cái bình luận đấy cũng hay, có khả thi. Đấy, một trong những nhân vật vừa rồi ông Hussein ông đã nói tiếp cái câu này cực kỳ là hay, tôi mong muốn là quý vị đã lưu lại cái này. Chúng tôi không thực hiện một cú nhảy bình thường, tức là khi mà không thực hiện một ông này không ở ở đời quốc gia này, ở Ả Rập này, xa ra này, người ta không thực hiện một cú nhảy bình thường, mà chúng tôi muốn có một cú nhảy vượt bậc, không muốn nhảy bình thường đâu, không muốn đột phá bình thường mà vượt bậc. Chính lời nói của những người có giá trị người ta nói, chứ không phải chúng tôi. Quý vị không tin, quý vị có thể những cái video như vậy. Và chúng tôi muốn khởi đầu mà những nơi người kết thúc. Cũng hai câu này ám chỉ, ví dụ khi mà cái thị trường giao thông cũ lạc hậu lỗi thời sẽ bị loại bỏ, là thời điểm Segway sẽ bắt đầu, hoặc Segway bắt đầu là nơi họ kết thúc. Đấy là phương châm mà tôi đã nghe nhiều người người ta nói như vậy. Khi Segway bắt đầu là thời điểm sẽ kết thúc rất nhiều thứ. Thì đây là những cái câu chuyện mà người ta đã nói nhé. Đấy, một loại hình vận tải mới đang được xây dựng. Chúng tôi đang đem lại hệ thống giao thông thế hệ mới ở UAE và khu vực. Đây là sự phát triển cấp số mũ. Đấy, cấp số mũ nha quý vị nha. Chính những người có tầm nhìn, chính những người có ảnh hưởng, họ nói đây là cấp số mũ đấy. Chúng ta mới gọi là cấp số nhân, chúng ta bảo nhau là à, tài trợ đi, sau này có cơ hội là đấy, nhân 2, nhân 3, nhân 4. Người ta chửi mình ghê lắm. Mày nói phét, nói vớ, nói vẩn. Nhưng mà để hỏi là xem ông này ông nói là cấp số mũ cơ. Đấy, chúng tôi muốn các bạn hãy suy nghĩ một cách rộng ra. Ông này đã từng nói, chúng tôi rất tự hào. Như tôi đã nói, chúng tôi không thể làm điều này khi không có các đối tác thực sự tin tưởng vào chúng tôi, muốn hợp tác và đồng sở hữu với chúng tôi, những người có tầm nhìn toàn cầu. Đấy, ông này còn dính, ông đi còn đi giới thiệu quảng bá, còn bảo mọi người là gì ạ? Thực sự là hợp tác để đồng sở hữu công nghệ. Và những người tài trợ cho các công nghệ này là những người mà có tầm nhìn lớn. Tầm nhìn lớn, càng tầm nhìn thì tí nữa tôi nói quý vị là gì ạ? Tầm nhìn ngày hôm nay, tương lai của ngày mai, quyết định tương lai của ngày mai nó phụ thuộc vào tầm nhìn ngày hôm nay. Quá khứ không thể thay đổi được, nhưng chúng ta có khả năng là thay đổi cái tương lai được, điều chỉnh cái tương lai của mình tốt hơn không, giàu có thịnh vượng hơn không, hạnh phúc hơn không, là ngày hôm nay chúng ta phải có được cái tầm nhìn nó, chúng ta điều chỉnh lại để cho cái tương lai của chúng ta tốt hơn. Quá khứ chúng ta không thể điều chỉnh được, nhưng điều chỉnh được tương lai. Quý vị ạ, những người tài trợ Segway hiện tại bây giờ là những người có tầm nhìn. Tuấn đây, ai vẽ đây?
Tuân. Đấy thì có một cái cuộc phỏng vấn, quý vị cũng đã thấy ông này ông nói là gì ạ? Chúng ta sẽ có cổ tức và sự tăng trưởng lớn, rất lớn. Ông nhấn mạnh một lần nữa là rất lớn, lớn hơn cả sự mong đợi của chúng ta. Tức là chúng ta cứ mong đợi là cổ tức nó sẽ là không chấm mấy, không mấy, chấm mấy. Nhưng người ta muốn chậm một chút để người ta thực hiện những thứ mà người ta cần thực hiện để nó phát triển ổn định mọi thứ. Và chúng ta sẽ có sự tăng trưởng có cổ tức lớn hơn chúng ta còn mong đợi. Và ông ấy chỉ cần là dạ, tin tưởng và thấu hiểu. Tức là dạ, hãy tin tưởng cái công nghệ này và thấu hiểu cái lộ trình người ta đi đang làm, cái khó khăn của người ta đang đang làm, đang mắc phải. Thông cảm và thấu hiểu, tin tưởng và thấu hiểu là hai cái mà tôi nghĩ là đối với một nhà đầu tư tài trợ Sideway cần phải có, cần phải hiểu điều đó. Tin tưởng, khi mà chúng ta bắt đầu tài trợ đầu tiên là chúng ta đã tin tưởng cái công nghệ này rồi. Nhưng chúng ta phải thấu hiểu rằng cái lộ trình, cái công việc này nó là khó khăn, nó rất lớn, cái tham vọng rất lớn. Chúng ta không thể ngày 1, ngày 2 đưa ra thị trường IPO luôn, ngay lập tức. Và chính vậy là cần cái sự thấu hiểu của chúng ta. Chứ đừng nói là vừa tài trợ năm ngoái mà năm nay đòi người ta IPO và đòi người ta đưa tiền. Đấy. Sáu, tôi cũng vừa rồi nói về cái công nghệ rồi. Và tôi có đưa ra 6 điều lưu ý khi mà đầu tư vào những công ty khởi nghiệp. Đây. Thứ nhất, bạn cần biết lĩnh vực công ty đó đang kinh doanh như nào. Tức là khi mà đầu tư tài trợ vào một công ty trước IPO, thì bạn cần phải biết đó là gì ạ? Hiểu về công ty này đang kinh doanh cái sản phẩm gì? Sản phẩm có độ sự đột phá khác biệt hay không? Sản phẩm cứ làm nhai nhái giống nhau. Người ta làm cái cốc rồi mình cũng làm cái cốc, mà cái cốc này không khác gì cái cốc trước thì không có đột phá trong sản phẩm đấy, quý vị ạ. Thì chúng ta phải biết là dạ, khi mà chúng ta tài trợ vào công ty đó, chúng ta phải biết cái hướng người ta kinh doanh, cái sản phẩm người ta có làm có sự khác biệt hay không, có gì. Nhà điều hành có kinh nghiệm và tâm huyết hay không? Tức là những cái nhà điều hành, cái ông chủ cái công nghệ đấy, ông ấy có thực sự tâm huyết làm đến cùng hay không? Có những người nhé, có những người làm gần như là người khác đánh giá là thôi phá sản đi cho sớm, nhưng họ vẫn tâm huyết theo đến cùng rồi lại thành công. Đấy, tức là dạ, đòi hỏi những nhà điều hành đấy phải có tâm huyết với dự án, theo đuổi đến cùng. Và nhà điều hành đấy để mà tránh vấn đề là sai sót, thất bại nhiều, thì đòi hỏi là ông phải có chuyên môn trong những cái sản phẩm đó. Thì đối với chúng ta ấy, thì nhà điều hành của chúng ta là ngài Unicky, ngài cũng có rất là nhiều cái kinh nghiệm. Đấy, và dạ, tâm huyết của dự án lì lợm. Tôi cảm thấy là dạ, ngày hôm nay tôi phát triển được Sideway, tôi cũng có cái tố chất lì lợm như vậy. Bởi vì bao nhiêu người người ta xúi nghỉ đi, bỏ đi, đi làm cái này, đi làm cái kia, tiền về nhiều hơn, nhanh hơn, nhưng mình lại không lì lợm. Lì đấy, lì, kiên trì là yếu tố lớn trong cái con đường thành công. Đấy, tôi mong muốn quý vị qua những cái câu chuyện như này cũng là một cái mà khi nói thì cũng có một cái bài học cho quý vị. Rất nhiều người đi tìm bài học thành công, thành công, thành công, nhưng mà rất thông minh, rất giỏi mọi thứ, nhưng thiếu một vài thứ. Kiên trì, lì lợm trong kinh doanh cũng có thành công. Đấy, anh Nguyên Tiến, và lì cái gì cũng có. Thị trường mà công ty đang hướng tới, về nhu cầu của nó có dài hạn hay không?
chúng ta phải xem được là cái sản phẩm của công ty đó, cái thị trường công ty đó hướng tới. Là có những công ty là hướng tới 2 năm là hết thôi, người ta làm theo gọi là làm theo mùa thôi, một năm người ta chỉ làm 1-2 mùa thôi, có những công ty người ta hướng như vậy đấy. Và có những công ty người ta lại hướng ra trong dài hạn, trong nhu cầu của nó là cái sản phẩm của công ty này là gì ạ, là nó phục vụ hết năm nọ qua năm kia, năm này qua năm khác, hết đời con đời cháu. Chắc đấy là những cái sản phẩm mà chúng ta xem nó có nhu cầu trong dài hạn không. Thì chúng ta so sánh với Sợi Quay, cái sản phẩm Sợi Quay nhu cầu của nó rất lớn, thị trường của nó rất lớn rồi, và hết đời mình cũng đi sử dụng phương tiện, sau con mình cũng sử dụng phương tiện, cháu mình cũng cần phương tiện, mỗi năm mỗi thời kỳ người ta sẽ bắt đầu cải tiến cái phương tiện đó, phát triển theo hơn lần thôi, giống như là smartphone vậy, cải tiến hàng năm. Thì như vậy cái nhu cầu của thị trường này cũng rất là lớn và trong dài hạn. Đấy. Dòng tài chính có báo cáo hoạt động kiểm toán hàng năm có minh bạch hay không? Thì tôi muốn nói quý vị là đầu tư vào công ty khởi nghiệp, nhiều công ty khởi nghiệp lắm, và đặc biệt là những doanh nghiệp Việt Nam, có nhiều ông lớn cũng đã nói ở Việt Nam vấn đề kiểm toán báo cáo tài chính ấy thì nó cũng không giống như không chuyên nghiệp những công ty đã đấy. Thì khi mà chúng ta kiểm toán hoặc hoạt động kiểm toán hàng năm để cho thấy là chúng ta cái dòng tiền của công ty là nó minh bạch, cái sản phẩm của công ty kinh doanh có thực sự đem lại lợi nhuận như công ty đã nói. Có rất nhiều cái công ty mà chưa sản phẩm chưa đem lại lợi nhuận nhưng người ta vẫn trả 20% một tháng, 20% một năm, 30% một năm, 50% một năm. Thì những công ty đó liệu, và người ta sẽ nói đây chúng tôi kinh doanh cái A, cái B, cái C, nhưng để biết là người ta kinh doanh có lợi nhuận thực sự từ cái sản phẩm đấy đem lại nhanh hay không thì thực hiện hoạt động kiểm toán, và chúng ta sẽ nhìn thấy hoạt động kiểm toán. Và những cái dòng tiền mà không minh bạch, không ấy như vậy thì các đơn vị kiểm toán người ta cũng không làm ấy đâu đấy. Và chính vì vậy là khi mà đầu tư vào một cái công ty khởi nghiệp thì chúng ta mới xem những cái tiêu chí để mà chúng ta tránh bị nhầm lẫn, hạn chế vấn đề thất thoát tài chính. Đấy. Và chúng ta cũng phải xác định luôn cho chúng ta khi trong đường quá trình đầu tư, chúng ta đầu tư bất kỳ cái gì cũng thế, chúng ta đều có chứa đựng rủi ro. Công ty thành công nhất cũng có rủi ro, chưa nói là công ty mà khởi nghiệp. Nhưng rủi ro cho phép, rủi ro có tính toán. Được, có những người đối với người này nó là rủi ro, nhưng đối với người kia nó là cơ hội. Đấy. Và chúng ta cũng xác định thời gian là dạ. Đối với những thương vụ cần đầu tư ngắn, dài, trung hạn. Chứ đừng có nói là đừng có bảo là chúng ta vừa đầu tư vào ngày mai chúng ta bắt đầu làm muốn. Có những thứ như thế. Nhưng có những thương vụ, tôi nói với quý vị là có những thương vụ dài hạn, nhưng thậm chí bằng cả đời mình đi làm những cái trước mắt. Đấy. Và chính vì vậy là quý vị là cần phải chi phí cho nó một chút thời gian. Quý vị ạ. Ai vẽ lên màn hình nhiều thế? Tuấn xem kiểm tra đi. Và một chút quan điểm của tôi về đầu tư tiếp theo. Ở đây là tôi muốn có một chút để cho quý vị anh chị tham khảo. Tôi là những người mà thực ra là những tôi là người mà tài trợ trước. Và khi mà tôi bước chân vào trong những lĩnh vực đầu tư thì tự nhiên tôi có một cái giác quan là cũng rất tốt. Và tôi cũng nói với quý vị là có những người 10 năm, 20 năm trong nghề chưa chắc đã khá trong lĩnh vực đó. Nhưng có người bước chân vào nghề chỉ 2 năm nhưng khả năng kỹ thuật, phán đoán, nhìn nhận mọi thứ thậm chí hơn cả ông hàng chục năm.
Chính vậy tôi nói quý vị là ai cũng có khả năng, chứ đừng có nói là mình ít kinh nghiệm. Đấy thì những cái từ trước nay cái việc đầu tư của tôi, chúng tôi của tôi thì nó cũng không không bị thất thoát, nói quý vị là không bị thất thoát, không bị thua lỗ. Nó tóm lại như thế, không khiêm tốn nói được là không thua lỗ. Đấy. Mỗi người có một cái quan điểm đầu tư khác nhau, nhưng đối với quan điểm của tôi ấy, tôi nói quý vị là lĩnh vực của tôi đang phân bổ vốn hiện nay, đang xem đặt vào danh mục đầu tư của tôi xem trọng những lĩnh vực liên quan đến công nghệ cao, blockchain, và những lĩnh vực này đều có mong muốn là phải có sự khác biệt so với các sản phẩm khác đang cùng làm. Đấy, thế ưu tiên của chúng tôi là như vậy. Và thời điểm bây giờ tôi cũng nói quý vị là vấn đề công nghệ nó cũng giống là cái đòn bẩy rất nhanh. Và tôi cũng thấy là rất nhiều cái tay trẻ 19, 20 tuổi thôi, người ta có sử dụng công nghệ, mượn đòn bẩy công nghệ, nhưng người ta vẫn trở thành triệu phú và tỷ phú bằng những người khác, có những người mà truyền thống phải lăn lộn quả 50 năm, 60 năm, thậm chí cả đời. Mà thì cái công nghệ, tức là cái đòn bẩy giúp chúng ta bứt phá nhanh. Đấy, giống như vừa rồi tôi có một câu chuyện là cái đồ không có 1.000 tỷ, nếu chúng ta tìm cái công cụ nào để mà không bị chửi là cái đồ không có 1.000 tỷ, thì bây giờ tôi tính rồi, nếu mà tôi mỗi năm mà tôi 1 triệu thì 50 năm sau tôi mới có 100 tỷ, 1.000 tỷ. Để chính vậy là tôi tìm cái cửa, có một cái cửa nó tương đối sáng, không phải mất 50 năm. Thì tôi, đấy là quan điểm của tôi. Đấy. Và tiêu chí thời gian. Quan điểm đầu tư của tôi tiếp theo là tiêu chí thời gian. Không tập trung vào vấn đề là nhanh hay chậm, nhanh lên hay chậm lên thu hồi vốn, mà quan tâm của nó là tâm quan tâm về khác, quan tâm về sự tiềm năng của nó, quan tâm về cái giá trị của nó, chứ không phải bảo là cái này đầu tư 2 năm sau mới thu cả. Có những người như thế, có những người bảo là chị ơi tài trợ của cái này này, sau này cái này thành công ấy, ra thị trường ấy, thì 1-2 năm tới chị có cơ hội là sở hữu tài sản tốt hơn. 2 năm cơ à? Có người nói 2 năm cơ à? 3 năm cơ à? Đấy, có người lại coi yếu tố thời gian quan trọng như thế. Một nhà đầu tư là người ta phải đầu tư vào tầm nhìn, đầu tư vào giá trị của doanh nghiệp đó, chứ không phải là thời gian. 1-2 năm không là vấn đề gì. Cho nên quan điểm của tôi là không tập trung vào nhanh hay chậm, thì quý vị cũng thế nhé. Mà lựa chọn vào giá trị cốt lõi của doanh nghiệp, giá trị dài hạn của doanh nghiệp. Đấy là cái quan điểm của tôi. Và nếu quý vị nào mà chung quan điểm với tôi thì hãy lưu lại những cái này. Đấy. Và có những người sẽ có những cái quan điểm khác nhau. Tôi nói như vậy. Có kế hoạch chiến lược đầu tư dài hạn, có thể 1-3 năm hoặc nhiều hơn, nhưng mà nhận thấy cái tiềm năng của nó là được. Những cái thương vụ mà Warren Buffett đầu tư 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm. Đấy. Và cũng chính vì vậy là tôi nói quý vị là đôi lúc mà đầu tư dài hạn như vậy, đầu tư dài hạn như vậy là bớt sóc rùa, bớt bán. Có những người đã từng để quên Bitcoin, đến bây giờ mới bán. Còn nếu mà người ta vào bán, nếu mà người ta tranh thủ ngày nào cũng nhìn, có khi đã bán sớm rồi. Đấy. Thì tôi nói quý vị là đầu, đúng ạ, chính vậy đầu tư dài hạn đôi lúc là cũng okay, hay. Đấy. Có người nói với tôi là đỡ phải bán. Tầm nhìn về thị trường, tức là chúng ta đầu trong đầu tư chúng ta cũng cần phải nhìn về thị trường một chút. Cảm nhận được thị trường, có người cảm nhận được và có người tính toán được. Những người chuyên môn, những người có đủ, có đầu óc kinh doanh nhạy bén, người ta sẽ tính toán được cái thị trường. Nhưng chúng ta không có khả năng như họ, chúng ta cảm nhận được thị trường. Cảm nhận được. Rất đơn giản là cảm nhận là đối với cái này, sản phẩm như này, nó ưu việt như này,
thì thị trường của nó người ta có đón nhận hay không, nhu cầu của nó có nhiều hay không, người ta có sử dụng dài 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 hay không, chúng ta cảm nhận được bằng cái khả năng của chúng ta. Cứ không phải nói là ông nào giỏi hơn, ông nói hay hơn, rồi ông nào nói ấy là mới giàu, nó không phải. Giàu có là cảm nhận đấy. Có những người học rất nhiều nhưng chưa chắc đã giàu. Nhưng có những người chỉ học xong lớp 12 thôi, đi Nam, đi Bắc, đi làm lại rất là giàu. Đấy. Và người ta cũng đôi lúc người ta không biết nói, không biết ăn, không biết nói gì như thế nào. Cảm nhận của người ta thôi. Và cái cảm nhận người ta bảo là mình đầu tư, chưa chắc mình đã đầu tư. Đấy. Chính vậy là đầu tư kinh doanh, giàu có là cảm nhận của mỗi người là khác nhau. Đấy. Chứ không thể nói áp cái người này để cảm nhận người kia. Đấy, quý vị cứ cảm thấy là được, cảm nhận là được. Nếu mà cảm nhận sai thì chính như vậy là cái cảm giác, cảm nhận của quý vị đang lỗ. Đấy. Và để mà đầu tư tự tin hơn trong vấn đề đầu tư thì quý vị, tôi nó cần quý vị là cần theo dõi thông tin thường xuyên, cập nhật thông tin thường xuyên. Thông tin nó như là nguồn thức ăn vậy. Nó là năng lượng, là nguồn thức ăn hàng ngày quý vị. Ai mà chịu khó cập nhật thông tin hàng ngày thì tôi khẳng định quý vị là người đấy rất tự tin. Kể cả sở quên thế và lĩnh vực khác cũng thế. Thường xuyên cập nhật thông tin về nó, thường xuyên xem nó, tức là người ta nói là để tâm về nó, có tâm cho nó thì quý vị sẽ tự tin về nó. Có những người rất run, thôi chết rồi, nhưng mà mình rất tự tin. Chính vậy là dạng muốn được tự tin, quý vị phải cập nhật cái thông tin hàng ngày. Chính vậy những người nào mà dễ thành công nhất trong môi trường Segway là thường xuyên xem những cái tin. Khi mình xem, thì khi sau đó gặp một cái người nào đó, người ta hỏi, mình bắt đầu mình, à hôm qua mình vừa xem xong, mình có câu chuyện là mình kể cho người ta, để mình tự tin lên. Và quý vị, mỗi nhiều lần quý vị xem, quý vị nhiều thông tin như vậy, và quý vị cộng với việc trải nghiệm, việc mà làm thực tế nữa, thì quý vị trở thành chuyên gia trong cái lĩnh vực đấy. Và tôi nói quý vị rồi, chỉ có trở thành chuyên gia thì mới kiếm được tiền. Cái gì cũng thế thôi. Buôn đồng nát, trở thành chuyên gia trong buôn đồng nát người ta cũng kiếm được tiền. Muốn làm Segway phải cập nhật thông tin thường xuyên. Hiểu được nó, chia sẻ được cơ bản về nó, giải thích được cho nó. Cộng một chút tầm nhìn của chúng ta nữa. Thì tôi nói quý vị là chúng ta sẽ không sợ chết đói. Nói quý vị như vậy. Một cái lời khuyên quan trọng cho nhà đầu tư là hãy rèn luyện tính kiên nhẫn trong đầu tư. Tôi vừa rồi tôi nói đấy. Rèn luyện tính kiên nhẫn trong đầu tư. Có những người ấy, khi mà đầu tư cứ lo xúc vó. Đầu tư có 200 đô mua lại cho anh cái để anh lấy tiền tiêu. Có 200 đô. Đấy, ví dụ như vậy. Thì chúng ta hãy rèn luyện tính kiên nhẫn trong đầu tư. Đầu tư không chỉ Segway mà các lĩnh vực khác. Kiên nhẫn, bình tĩnh, có kế hoạch lâu dài. Quý vị ạ, kiên nhẫn, bình tĩnh, có kế hoạch lâu dài trong tháng, trong năm và nhiều năm hơn nữa. Phải có cái kế hoạch như vậy. Sự kiên nhẫn của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Tôi cũng đã trải nghiệm rồi. Và tôi cũng thấy là những cái người mà người ta cũng không giỏi, không thông minh hơn nhiều người, người ta không giỏi hơn nhiều người, người ta có tính kiên nhẫn hơn. Kiên trì, kiên nhẫn. Đấy. Và người ta cũng sẽ đền đáp. Cái bản thân tôi cũng thế. Quan niệm đầu tư nhưng nó rất là quý báu. Và cái câu này tuy nói nó hơi sốc áp, nó không ấy, nhưng nó là cái quan điểm rất là hay. Thị trường chỉ thắng những người mất bình tĩnh và sẽ thua những người kiên nhẫn, chờ đợi kiên nhẫn. Đấy. Cái này nói thì đôi lúc là nó nhiều người người ta ấy đấy, phản bác ấy. Nhưng tại sao phải viết như này để mọi người, người ta bị sốc, người ta bị cảm nhận dễ, người ta hình dung dễ và người ta nhớ lâu. Trong đầu tư Segway và đầu tư cái khác cũng thế.
các cuộc chơi trong thị trường là cuộc chơi của những ông lớn. Có những thứ mà trong thị trường người ta, các ông lớn người ta bắt tay với nhau, người ta om cái hàng đấy thôi và tạo cái độ khan hiếm thôi, đúng không? Trong một thời gian nhất định chứ người ta không thể lâu dài được. Nhưng nếu ở mức bình tĩnh là khác, kể cả chơi tiền điện tử cũng thế mà. Nhưng cái ông cứ để kệ nó xuống hay lên thì nó chỉ là số nó nhảy thôi mà, xuống hay lên nó trong chốc lát thôi, nó làm cho xáo trộn tâm lý của những người hay mất bình tĩnh, ngó đi ngó lại, mất đi mất lại, sốc đi sốc lại. Nhưng cái người mà thôi bình tĩnh, có kiên nhẫn, đôi lúc thị trường người ta lại thua, bởi vì là người ta chỉ lũng đoạn thị trường cái thôi, trong cái thời gian đấy thôi. Nhưng ông bị lì, ông này lì, ông kiên nhẫn, cho nên là dạ, không thể theo ông này được, đôi lúc phải cho thị trường nó lên đấy. Thì có phải là ông kiên nhẫn ông thắng không? Một cái câu chuyện hay nhưng nó ý nghĩa đấy quý vị ạ, nó ý nghĩa. Trong các thị trường chúng ta cũng phải đều cần rèn luyện cho mình một cái tâm lý kiên nhẫn, có kế hoạch lâu dài. Và tôi thấy là rất nhiều người sẽ cùng quan điểm với tôi, rất nhiều người thắng cùng quan điểm với tôi đấy. Một cái câu chuyện nữa là sở hữu doanh nghiệp theo cách hiện đại. Nói mãi mà sao mà chưa hết, chưa đến 11 giờ mà anh Tuyến với lại anh Hùng nói tí đã 11 giờ rồi. Anh Công ơi, nếu nói tí là đã 11 giờ rồi. Mình nói mãi rồi, chưa hết 11 giờ. Sara Linh nhé, đừng có vẽ nữa em ơi. Ai đấy, hạn chế vẽ đi. Thì sở hữu doanh nghiệp theo cách hiện đại, và trước đây chúng ta sở hữu doanh nghiệp theo cách thông thường như sau, theo cách truyền thống. Tự mình sẽ tạo ra một cái doanh nghiệp và cũng khởi nghiệp. Nhưng cái thời gian chúng ta phải dành cho cái công ty khởi nghiệp nhiều hơn, chính chúng ta phải dành cho nó nhiều hơn. Có những người đấy phải hy sinh tình cảm, tình yêu, hy sinh hết cái nọ, hy sinh cái kia, bắt đầu dành nhiều thời gian để khởi nghiệp. Và thậm chí cái công ty khởi nghiệp đấy không phải là một năm thành công mà 2 năm, 5 năm, 10 năm vẫn theo đuổi. Khởi nghiệp theo cách truyền thống như vậy. Tôi có một cái bài để so sánh. Về tài chính, khởi nghiệp theo cách truyền thống là người ta vẫn phải đầu tư rất là nhiều. Hết tỷ nọ tỷ kia theo đuổi, hết tỷ nọ tỷ kia xong rồi mời vòng A, vòng B, C, rất là nhiều những thứ. Tiếp tục, khởi nghiệp theo cách truyền thống cũng yêu cầu khả năng marketing, lãnh đạo, quản lý. Những cái ông không có kinh nghiệm, những người không có kinh nghiệm trong cái thị trường đó rất dễ nguy hiểm. Đấy. Nhưng mà nếu thất bại thì đồng nghĩa chúng ta lại mất rất nhiều, cũng lại mất thời gian, mất tài chính, mất kinh nghiệm, mất rất nhiều thứ, mất mối quan hệ, mất. Thậm chí có những ông khi mở doanh nghiệp rồi thì thời gian còn lại cuối đời để mà lo tiền mà trả nợ vẫn có mà. Và đại đa số là tôi nói quý vị là đại đa số nó sẽ không phù hợp với nhiều người, bởi vì quý vị sẽ xem cái tỷ lệ doanh nghiệp trên đầu người. Theo thống kê thì tỷ lệ doanh nghiệp trên đầu người thì cũng là ít, khoảng chưa đến là khoảng 1% gì đấy, 0.7-0.8% thôi. Như vậy là cho thấy thông số này chúng ta thấy là không phải ai cũng mở được doanh nghiệp. Đấy, không phải ai cũng mở được doanh nghiệp. Chính như vậy là cái phương thức như này không phù hợp với đại đa số nhiều người. Thưa quý vị ạ, chúng ta tí. Và nếu thành công, nếu trong trường hợp chúng ta thành công thì chúng ta vẫn có cơ hội theo cách cũ, vẫn cơ hội trở thành ông nọ ông kia, vẫn cơ hội là trở thành triệu phú nọ triệu phú kia, đúng không? Nhưng đối với một cái phương thức mới ngày hôm nay là chúng ta lại không cần phải dành nhiều cái thời gian, không cần phải dành nhiều cái tài chính, không cần phải có nhiều cái kỹ năng như vậy nữa, mà với số vốn rất ít chúng ta cũng có cơ hội khởi nghiệp được. Đó là
với số vốn ít nắm giữ cổ phần của những doanh nghiệp tiềm năng mang có sự đột phá như các tiêu chí tôi đã nói, và chúng ta vẫn có cơ hội trở thành triệu phú và tỷ phú được, như rất nhiều triệu phú và tỷ phú trước đây người ta cũng đã chứng minh đấy. Nhưng mà nếu đã thất bại, chúng ta chỉ mất một số tiền rất nhỏ thôi, không phải bê bết quá nhiều như kia. Như vậy là chúng ta sẽ lựa chọn bằng hình thức khởi nghiệp nó phù hợp với từng người. Để có những người tất nhiên là phương thức truyền thống sẽ không bỏ được. Đấy. Nhưng có những người là dạ, cách này đối với mình hiện tại bây giờ là hợp nhất à. Bởi mình chỉ có 1.000 đô thôi. Mà mình cũng chưa được đào tạo, cũng chưa được giỏi, chưa cũng nhiều mối quan hệ. Cũng không thể để 5 năm, 10 năm sau bắt đầu mình mới thành công được. Thì mới 1.000 đô khởi nghiệp cái gì. Đấy. Thì phương thức hiện đại đây là phương thức mà tôi thấy nó cũng rất phù hợp với đại đa số chúng ta. Đấy. Chính vậy là dạ, rất nhiều triệu phú cũng đã sử dụng cái phương thức này. À, không là người tạo ra công ty hay nắm là hay là nhà sáng lập. Họ chỉ là nhân viên thôi, bảo vệ thôi, họ chỉ nắm giữ cổ phần của công ty tiềm năng thôi. Họ cũng có cơ hội trở thành triệu phú như cách chúng ta đang chọn ở bên phải vừa rồi. Lý Gia Thành đã thu về được 11 tỷ đô la khi đầu tư 40 triệu đô la vào Zoom. Đấy, cũng không phải là nhà sáng lập của Zoom. Đúng không? Và tôi nói quý vị là dạ, biết đâu sau một ngày nào đó chúng ta không tạo ra một doanh nghiệp, nhưng biết đâu doanh nghiệp một ngày nào đó, một doanh nghiệp đang phát triển rất lớn mạnh ở kia, người ta đã tập trung thời gian tâm huyết rồi, nó lại là sở hữu của chúng ta. Câu chuyện đó diễn ra với Tesla. Elon Musk cũng không phải là nhà sáng lập ra Tesla, nhưng bây giờ lại là ông chủ Tesla. Biết đâu một ngày nào đó chúng ta làm ăn thịnh vượng, chúng ta phát triển cái công ty mà một bạn nào đó đang cố gắng tâm huyết dành thời gian để phát triển lại là công ty của chúng ta. Đấy, tôi nói ở đây để cho mọi người này là có cái sự phấn khích, có cái sự mà cũng hiểu được là đâu đồng nghĩa về chúng ta không mở công ty, là chúng ta là cái dạng mà sẽ không bao giờ công ty sẽ kém hoặc là nọ kia, nhưng có khả năng sẽ một cái công ty nào đó đang phát triển rất ổn định, đang phát triển mà người bạn của mình hay là người nào đó người ta đang dành nửa đời cả đời, người ta tập trung xây dựng đến hướng này rồi, chúng ta lúc đấy lại trở thành chủ của nó thì sao? Đấy, đúng không? Đây, Xiaomi thì nhiều nhân viên cũng trở thành triệu phú. Hơn 900 nhân viên của Google cũng trở thành triệu phú. 900 nhân viên chỉ là người bình thường thôi. Đấy. Chứ đâu phải là mở doanh nghiệp mới trở thành triệu phú. Đúng không? Ở đây là tôi không phải là nói để mà phản bác cái việc mà mở doanh nghiệp. Mà tôi ở đây là tham khảo cho những người mà thiếu may mắn. Tức là kém hơn một chút, để cho người ta có động lực để người ta phát triển, để người ta có động lực và người ta làm kinh tế. Đấy là cái câu chuyện để người ta tạo động lực mà thôi. Apple hơn 1.000 nhân viên trở thành triệu phú. Đấy. Microsoft 1.200 triệu phú. Tức là những người bình thường, những người góp vốn 1.000, 2.000 khi khởi nghiệp thôi. Đây là bằng chứng thực tế, quý vị có thể là gõ lên Google cũng thấy. Đây, tôi mới nói là đây là những cái bằng chứng tạo động lực cho chính quý vị. Và những cái tư liệu này cũng rất cần thiết để quý vị lưu lại. Uber, Airbnb tạo ra được là 6.000 triệu phú mới. Đấy, thì cái câu nói của tôi là dạ, tương lai ngày mai phụ thuộc vào tầm nhìn ngày hôm nay của chúng ta. Tương lai của chúng ta như thế nào, chúng ta trở thành ông nọ bà kia, chúng ta trở thành tài sản nọ, tài sản kia. Thì phụ thuộc vào ngày hôm nay chúng ta đang nhìn thấy, đang đi. Đấy. Và có một cái câu nói cũng rất là hay. Đi tìm kiếm cái cơ hội. Có những người hàng chục năm đi tìm kiếm cái cơ hội, mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm cái cơ hội. Khó.
Nhưng khi mà gặp cơ hội rồi, chỉ mất một vài năm thôi là chúng ta đã thay đổi rồi. Chúng ta chính vì vậy là chỉ cần là chúng ta tìm cái cơ hội đúng. Quan trọng nhất của chúng ta là tìm cơ hội đúng. Nếu mà đúng rồi, kể cả 3 năm, 5 năm, thậm chí chục năm. Nhưng khi mà đến cái thành quả rồi, chỉ mất vài năm thôi là chúng ta đã thay đổi. Còn quý vị, còn những người mà đi sai, vẫn chưa gặp cơ hội, vẫn đi tiếp. Chính vậy là quý vị là khi đã gặp cơ hội rồi, gặp công ty tiềm năng rồi, một vài năm không là gì hết. Khi nó đã chín, nó thay đổi quý vị trong một vài năm thôi. Đấy quý vị ạ. Thì ngày hôm nay tôi cũng giao lưu quý vị rất là nhiều cái thời gian tư liệu cũng cung cấp cho quý vị, nhưng mà ngày hôm nay tôi giao lưu quý vị như thế thôi, bởi vì thời gian hôm nay gần như nó bị chết hay sao đấy, mãi nó không quay đồng hồ. Bình thường tôi thấy anh Hùng nói tí là đã xong 11 giờ 12 giờ rồi mà mình nói mãi, thì ngày hôm nay tôi cũng chia sẻ một chút như vậy thôi, cũng đã lâu tôi cũng không lên tâm sự với quý vị rồi. Thì ngày hôm nay có một chút để tâm sự quý vị bằng những cái sự hiểu biết nhỏ mà tôi cũng chia sẻ với quý vị, để quý vị có thêm động lực, có thêm kinh nghiệm đấy, để mình tự tin trong việc tài trợ đấy. Thì chúc quý vị, chúc anh chị là cố gắng tận dụng nốt giai đoạn 14.2, 14.3 đấy. Hai giai đoạn còn lại là hai giai đoạn mà chúng ta phải làm tăng tốc để đạt những cái mục tiêu của chúng ta. Hai giai đoạn còn lại, những người nào, những quý vị nào chưa sở hữu cổ phần nhiều, chưa sở hữu 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu. Hai giai đoạn còn lại là chúng ta còn tập trung nhiều hơn người khác. Ít ngủ đi, ít chơi đi. Và thời gian nó có giới hạn, tuổi thanh xuân nó giới hạn. Chính vì vậy là tận dụng những lúc cần tận dụng để chúng ta thảnh thơi những quãng đời còn lại. Vâng, kính chúc tất cả các anh chị và sức khỏe, sở hữu nhiều cổ phần. Và bây giờ là em Hạnh, tiếp theo lời em Hạnh ạ. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị. Nhà mình có thấy là hôm nay anh Tâm chia sẻ rất là ngắn đúng không ạ? Nhà mình có thấy là hôm nay những chia sẻ của anh Tâm rất là chân thành, tuyệt vời không ạ? Những kiến thức rất là sâu sắc đúng không ạ? Và em Hạnh đã đồng hành cùng Skyway, là cổ đông và nhà đầu tư của Skyway từ cuối năm 2019 đến thời điểm hiện tại, và đồng thời cũng là huy động vốn cho công ty từ cuối năm 2019 đến thời điểm hiện tại. Nhưng ngày hôm nay và mỗi lần khi mà được nghe anh Tâm chia sẻ về Skyway thì hoàn toàn là những kiến thức rất là mới, và cảm giác như là đây là lần đầu tiên mình được nghe và được hiểu về Skyway đến như vậy. Cô chú anh chị có thấy có cùng cái suy nghĩ giống như Hạnh không ạ? Thì chúng ta hãy gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Tâm được không ạ? Để anh Tâm có động lực nhiều hơn để gặp gỡ chúng ta tiếp vào những cái buổi Zoom sau, anh sẽ sắp xếp công việc thời gian để gặp gỡ chúng ta nhiều hơn trong những buổi Zoom chính của Skyway như này được không ạ? Ồ, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì anh Tâm chia sẻ chúng ta rất là nhiều những cái thông tin, kiến thức quan trọng. Thì em Hạnh xin phép được lược qua sơ lược một số những cái nội dung quan trọng trong buổi Zoom ngày hôm nay đúng không ạ? Nội dung đầu tiên là... Bị vọng ở đâu nhỉ? Sao em nghe thấy vọng vọng ta? Anh đang thử mic đấy. Hạnh tắt mic kìa. Thôi chết rồi, không biết là em tắt mic từ đoạn nào ta.
Thì bây giờ em xin phép được lược lại một số những cái thông tin quan trọng mà anh Tâm đã truyền tải cho chúng ta từ đầu Zoom đến giờ để cho chúng ta cùng nắm bắt và cập nhật, đúng không ạ? Thì đầu tiên là nội dung đầu tiên là anh Tâm có truyền tải cho chúng ta là về vấn nạn của giao thông ở thời điểm hiện tại, đúng không ạ? Và Skyway của chúng ta sinh ra là để giải Skyway là giải pháp sinh ra để giải quyết triệt để những cái vấn nạn của hiện tại, cả trong hiện tại, ngắn hạn lẫn tương lai, đúng không ạ? Đó là nội dung thứ hai. Và nội dung tiếp theo là anh Tâm phân tích cho chúng ta hiểu về công nghệ của Skyway tuyệt vời như thế nào và những bí mật về trí tuệ công nghệ của chúng ta, tại sao Skyway đắt giá đến như vậy, đúng không ạ? Chúng ta hay nói với nhau câu chuyện rằng là sở hữu trí tuệ của Skyway được định giá đến hơn 400 tỷ đô la. Nhưng Ngài Chủ tịch nói rằng là đó chỉ là một phần rất nhỏ, và nếu tôi nói ra con số thực thì rất nhiều người sẽ bị ngỡ ngàng vì con số đó, đúng không ạ? Hay là như dạo này như một idol trên Facebook nói là ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa, đúng không ạ? Nội dung tiếp theo là anh nói đến về chủ đề về IPO. IPO và quá trình lịch sử IPO của những công ty, những tập đoàn, những doanh nghiệp nổi tiếng trên thế giới, và những doanh nghiệp tại sao hiện tại đã kêu gọi vốn rất là lâu rồi nhưng hiện tại họ vẫn chưa IPO, để cho chúng ta thấy rằng là những con số 5 năm hay 7 năm của Skyway không phải là dài, không phải là lâu, đúng không ạ? Lâu hay dài là do đánh giá suy nghĩ của chúng ta khi mà chúng ta đã có kiến thức về lịch sử của lĩnh vực IPO này, về những doanh nghiệp có tiềm năng, những tập đoàn lớn trên thế giới. Quay lại lịch sử của họ, họ đã huy động vốn bao lâu, thì chúng ta thấy rằng là 5 năm hay 7 năm hay 10 năm là những con số của Skyway thì nó không hề lâu so với một công nghệ lớn và hiện đại của Skyway, đúng không ạ? Và nội dung tiếp theo và những nội dung tiếp theo mà anh Tâm có truyền tải từ các cổ đông của chúng ta trong buổi Zoom ngày hôm nay, đó là cái nội dung này em Hạnh cực kỳ là tâm đắc với nội dung này luôn, và em Hạnh nghĩ rằng là tất cả cô chú anh chị mình đều lưu ý thật kỹ cái nội dung tiếp theo này, và đặc biệt là những cô chú anh chị làm đối tác của Skyway mình đặc biệt cần lưu ý, đó là những tiêu chí, những lưu đó là 6 điều cần lưu ý khi chúng ta đầu tư vào một công ty trước IPO, đúng không ạ? Hay nói cách khác là những tiêu chí để chúng ta đánh giá một dự án chúng ta có nên rót vốn vào hay không, đúng không ạ? Và khi mà chúng ta đã có tiêu chí này thì giống như là một liều vaccine cho chúng ta trong lĩnh vực đầu tư. Bởi vì trong lĩnh vực đầu tư, nếu chúng ta không có kiến thức và kỹ năng thì đồng nghĩa với việc là chúng ta phải trả giá bằng tiền. Còn khi mà chúng ta đã có những tiêu chí để đánh giá như này rồi, chúng ta đã có vaccine ở trong thị trường đầu tư rồi, thì chúng ta sẽ tiết kiệm được tối đa những các cô chú các cổ đông anh em hay nói với nhau là những khoản bị mất tiền ngu, đúng không ạ? Và hay nói cách khác, một cách trang trọng lịch sự hơn, là chúng ta sẽ hạn chế cái việc bị mất tiền vào những thị trường hay là những lĩnh vực mà không đáng, đúng không ạ? Và đó là 6 điều chúng ta cần lưu ý. Thì đó là những điều gì? Em Hạnh xin phép được liệt kê kỹ chỗ này. Đó là thứ nhất là biết về lĩnh vực công ty mình đang kinh doanh và phải am hiểu về nó. Hay nói cách khác là mình phải trở thành chuyên gia trong lĩnh vực của mình. Tiêu chí thứ hai mà chúng ta cần phải nắm rõ đó là sản phẩm. Khi mà chúng ta đầu tư vào một doanh nghiệp thì sản phẩm là một trong những yếu tố cốt lõi, bởi vì sản phẩm nó sẽ là giải pháp để giải quyết nhu cầu của xã hội hay là của lĩnh vực mà công ty đó tham gia vào, đúng không ạ? Thì chúng ta cần phải nắm rõ là công ty này có sản phẩm ưu thế ưu việt gì và cái tính cạnh tranh của nó đến đâu, thì tiềm năng chúng ta sẽ đánh giá được mức độ tiềm năng của sản phẩm, đúng không ạ? Cái yếu tố thứ ba đó là nhà sáng lập. Đây là một yếu tố rất quan trọng, bởi vì khi mà nhìn vào một doanh nghiệp đã thành công hay chưa thành công hay là đang trong quá trình tiến tới thành công thì yếu tố nhà sáng lập rất là quan trọng. Nó giống như một vị thuyền trưởng dẫn dắt con tàu, đúng không ạ? Giống như là các cụ hay nói với nhau một câu rằng là nếu mà 9 thằng ngu đi cùng với một thằng ngu thì thằng ngu đấy sẽ dẫn chúng ta đi xuống lỗ, đúng không ạ? Còn đó là nói lên cái mức độ quan trọng của người sáng lập và cũng là người dẫn đầu, người đầu tàu dẫn dắt con thuyền của chúng ta, đúng không ạ? Còn ở Skyway thì chúng ta rất tự hào khi được hợp tác với một nhà khoa học tuyệt vời như Ngài Chủ tịch Anatoly Yunitskiy, đúng không ạ? Vâng, và một buổi Zoom nào đó chúng ta sẽ có một buổi Zoom riêng để chúng ta tìm hiểu thật kỹ về nhà sáng lập của Skyway. Ông là một người vĩ đại như nào và có những đóng góp tuyệt vời cho xã hội như nào kể từ khi
từ hồi còn nhỏ cho đến thời điểm hiện tại là ông đã 72 tuổi, đúng ạ? Cái yếu tố thứ tư mà chúng ta cần phải đánh giá đó là nhu cầu của thị trường khi mà doanh nghiệp chúng ta tham gia vào. Yếu tố thứ năm là báo cáo tài chính, độ minh bạch của tài chính của doanh nghiệp đó, đúng ạ? Và yếu tố thứ sáu là rủi ro khi đầu tư, thì nó lại phụ thuộc vào cái yếu tố, cái nội dung tiếp theo anh Tâm truyền tải, đó là quan điểm đầu tư cá nhân của mỗi người. Và ở đây thì anh Tâm đã chia sẻ cái quan điểm đầu tư cá nhân của anh ấy khi tham gia vào bất kỳ thị trường nào. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Chúng ta học tập được những kinh nghiệm của người đi trước thì chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc của mình. Rồi. Và có hai câu nói rất là hay và anh Tâm cũng dùng để kết cái phần chia sẻ của mình. Đó là câu nói thứ nhất là tương lai ngày mai của chúng ta thì phụ thuộc vào tầm nhìn hiện tại của mình, đúng không ạ? Tương lai ngày mai thì phụ thuộc vào tầm nhìn hiện tại. Đúng không ạ? Hay nói cách khác là cái mức độ ta đến đâu thì phụ thuộc vào tầm nhìn của chúng ta đến đó, đúng không ạ? Và câu nói thứ hai là chúng ta có thể mất hàng chục năm để tìm kiếm một cơ hội, nhưng khi gặp đúng cơ hội thôi thì vài năm thôi chúng ta cũng trở nên giàu có và thay đổi cuộc đời, đúng không ạ? Mà một khi chúng ta đã thay đổi cuộc đời rồi thì ít nhất ba đời của chúng ta được giúp đỡ. Đời đầu tiên là đời của chính mình được hỗ trợ và giúp đỡ thay đổi cuộc đời, có một cuộc sống tốt đẹp hơn, đúng không ạ? Đời thứ hai là chúng ta có thể báo hiếu được bố mẹ mình và chúng ta có thể giúp đỡ bố mẹ mình có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nếu mà ở đây có những cô chú anh chị nào đã sinh ra từ vạch đích ấy, đã sinh ra trong một gia đình giàu có thì em Hạnh không nói tới bởi vì đấy là một điều hết sức tuyệt vời. Nhưng mà ví dụ như em Hạnh sinh ra bố mẹ chỉ làm nông thôi, là quê ở Bắc Ninh làm nông thôi, thì khi mà bố mẹ mình chưa viết được lên những ước mơ, những nguyện vọng của bố mẹ mình thì hãy làm sao chính bản thân mình hãy giúp đỡ bố mẹ mình viết lên những ước mơ, những nguyện vọng của bố mẹ mình, đúng không ạ? Hãy thay đổi cuộc đời đi, bởi vì bố mẹ sống cuộc sống khổ cực mãi rồi, bố mẹ chưa đủ khả năng làm được điều đó bởi vì còn lo cho con cái là chính chúng ta đây. Thì hãy làm sao khi gặp đúng cơ hội mình hãy viết lên cuộc đời, viết lên ước mơ của chính bố mẹ mình, đúng không ạ? Đó là đời thứ hai. Đời thứ ba sẽ được giúp đỡ khi chúng ta thay đổi, khi chúng ta thành công hơn, đó là con cái của mình. Bởi vì là mục tiêu tương lai này, mục tiêu và đích đến của bố mẹ chính là điểm xuất phát của con cái, đúng không ạ? Khi chúng ta có một tương lai và đích đến tuyệt vời, một đích đến hoàn hảo, một đích đến mà tất cả mà chúng ta đã dành cả tuổi thanh xuân để hướng tới thì đó sẽ là điểm xuất phát của con cái mình sau này. Tuyệt vời không ạ? Bởi vì những cái thứ chúng ta làm được thì chúng ta sẽ dạy lại được cho con của mình, đúng không ạ? Thì đó là điều tuyệt vời. Và ngoài ra thì xã hội thì những anh chị em bạn bè xung quanh cũng sẽ đều được giúp đỡ khi chúng ta tốt đẹp hơn, đúng không ạ? Và đó là phần mà em Hạnh tổng kết lại về những chia sẻ của anh Tâm trong buổi tối ngày hôm nay, rất là giá trị và rất là nhiều thông tin kiến thức, đúng không ạ? Thì cô chú anh chị, một buổi này em Hạnh nghĩ rằng là một buổi này chúng ta chưa thể dung nạp hết được những cái kiến thức mà mình nhận được, nhưng mà ít nhiều chúng ta cũng đã có một hai những cái cảm nhận này, những cái mình học được từ những phần Zoom này. Thì bây giờ chúng ta có thể chia sẻ những cái cảm nhận của mình hoặc là có những câu hỏi băn khoăn thắc mắc gì thì chúng ta có thể trao đổi cùng với nhau, đúng không ạ? Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Bắt đầu đấy. Nhà mình có những cái câu hỏi hay băn khoăn thắc mắc gì chúng ta có thể comment, hoặc ngoài ra thì chúng ta giao lưu với nhau, đúng không ạ? Hãy giao lưu nói lên những cái thứ mà mình học được trong buổi Zoom ngày hôm nay và ngày mai chúng ta lại xem lại. Ví dụ như em Hạnh là qua mỗi buổi Zoom này sáng buổi tối hôm trước thì bao giờ em Hạnh cũng sẽ ghi chép đầy đủ như này. Và sáng hôm sau em Hạnh sẽ xem lại một lượt nữa. Bởi vì mỗi lượt xem là mình sẽ học lại được một cái ý khác nhau. Thì bây giờ chúng ta có thể bật mic lên chia sẻ cái phần mà chúng ta học được trong buổi tối ngày hôm nay, đúng không ạ? Giao lưu với nhau. Bởi vì là khi mà tai chúng ta nghe, miệng chúng ta nói thì chúng ta sẽ ghi được vào não, đúng không ạ? Vâng, bây giờ chúng ta cùng bật mic lên giao lưu và có những câu hỏi băn khoăn thắc mắc để chúng ta cùng giải đáp chia sẻ với nhau, đúng không ạ? Lâu lắm rồi anh Tâm với Zoom luôn ấy cả nhà. Lâu lắm rồi, phải tính đến hàng năm luôn ấy ạ. Đúng không ạ? Hàng năm rồi đấy, hơn một năm rồi đấy. Và chỉ xuất hiện những cái gì quan trọng thôi thì mà nhà mình phải tận dụng, đúng không ạ? Sao cô Đúng lên rồi, Tây ta Nguyên nghe cảm nhận được không ạ?
vào não. Alo, Hạnh có nghe cô không? Dạ, con chào cô Liên ạ. À, cô Liên cảm nhận một tí thôi, được không ạ? Vâng ạ, con mời cô ạ. À, Liên chào tất cả các cô chú anh chị ở trong room là 300 người. À, Liên vào từ khi 8 giờ kém 15 là chưa mở, không ạ? Từ 8 giờ kém 5 là vào là hơn 100 người rồi. À, cho nên là Zoom của mình rất là tuyệt vời ạ. Liên xin làm quen với tất cả mọi người ở trong Zoom ạ. À, Liên là tên đầy đủ là Nguyễn Thị Liên ạ. À, năm nay 59 tuổi ạ. Làm là CKY tại Tây Nguyên ạ. À, biết CKY được 1 năm 8 tháng rồi ạ. À, nhưng mà vô cùng cảm ơn trong buổi sáng, buổi tối ngày hôm nay ạ. À, buổi tối ngày hôm nay thì Liên đã gặp bạn Tâm từ cách đây hơn 1 năm ạ. À, biết đến CKY thì học những người ở trong hệ thống Tây Nguyên rồi ra ngoài Hà Nội 3 tuần học ở ngoài đó và được cả bản Tâm và các bạn chia sẻ rất là nhiều. Mọi người có nghe không ạ? Có ạ, vẫn nghe được ạ. Ok, thì buổi tối ngày hôm nay thì cô Liên nhận được mình nhận được rất là nhiều cái giá trị ở trong này ạ. Thứ nhất là cả cái hướng đi và cái quan niệm, cái tư cách thái độ và những thông tin mới ạ. À, để giúp cho mình và đội thống hệ thống đội nhóm của mình ở trong Tây Nguyên cũng như cả nước biết đến và cũng có một mình hôm nay cũng có khoảng ba người mới ở trong Zoom ạ. Cho nên là rất là cảm ơn buổi chia sẻ của Top Expert Tiểu Tâm ạ. Những cái những cái định hướng những cái tiêu chí để cho tất cả mọi người định hướng được và nắm giữ cổ phần và nắm bắt cái cơ hội không bao giờ buông ạ. À, và trong quá trình học được những cái kỹ năng, những kiến thức của tất cả những người ở ngoài đó, ở ngoài Hà Nội. Còn buổi tối ngày hôm nay thì Liên rất thấy là giá trị ạ. Và hôm nay mình cũng comment lên là chắc chắn phải nhờ Tiểu Tâm thường xuyên lên room ạ, để cho mọi người học được cái kỹ năng của mình ạ. Được không ạ? Xin hết ạ. Tuyệt vời Alo. Xin hết lắm. Vâng. ạ. Cô Liên là một expert rất là tuyệt vời ở trong thị trường Tây Nguyên. Cô mới tham gia được gần 2 năm thôi, 1 năm 8 tháng thôi mà kết quả cô rất là tuyệt vời. Thì cũng mong rằng là một buổi Zoom tiếp tới đây thì cô Liên sẽ dành thời gian để chia sẻ với các cổ đông về những kinh nghiệm của mình, về những cách làm của mình cũng như là cái cách mà cô chia sẻ giá trị của Skyway tới đội nhóm của mình, đúng không ạ? Cả mục tiêu cô Liên là 30 tháng 7 sẽ lên top đấy ạ. À, tuyệt vời quá cô ạ. Hai master ở dưới sau là lên top đấy ạ. Dạ. À, lần tới thì cô Liên sẽ nhận lời về đội nhóm về hệ thống ạ. Và cũng một ngày nào đó thì Zoom nhà cô Liên là thường xuyên ạ. Tôi sẽ mời tất cả những người lãnh đạo trẻ ở ngoài đó tham gia vào Zoom Tây Nguyên cô Liên có được không? Dạ, vâng ạ. À, cảm ơn nhiều nhá. Vâng, con cảm ơn cô. Vâng, nhà mình có anh chị em, cô chú anh chị em nào muốn chia sẻ thêm gì không ạ? Mình cùng nhau chia sẻ đúng không ạ? Đúc kết những cái kiến thức, những cái thông tin rất là quý giá trong buổi ngày hôm nay đúng không ạ? Bởi vì em Hạnh thấy rằng là mỗi lần anh tâm Zoom hay là chia sẻ về một nội dung hay chủ đề gì đó thì anh rất là tâm huyết. Anh rất tâm huyết và anh chuẩn bị thông tin rất là kỹ càng. Thông tin rất là chuyên sâu mà như bình thường khi em Hạnh nghĩ rằng là các cô chú anh chị em mình đây thì rất khó có thể tìm được những cái thông tin như vậy. Và ngoài ra thì còn những cái kiến thức trải nghiệm của riêng anh ấy nữa. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Thì mình cùng nhau ôn lại những cái nội dung tuyệt vời này bằng cách mình chia sẻ những cái thứ mình học được, đúng không ạ? Mình xin chia sẻ với tất cả mọi người một chút. Sao em không Được không nghe bạn được? Hạnh ơi? Bạn Hạnh Dạ. có nghe được mình nói không? À, cháu là chú ạ. Vâng, cháu nghe được Mình ạ. nghe rất nhiều video của bạn mà khuôn mặt của bạn thì cũng quen rồi. Thế Vâng. mà hôm nay lại được gặp ở trên Zoom này. Thì mình xin giới thiệu, mình tên là Phạm Hồng Quang ở thị trường Sơn La. Mình cũng đang là expert mà đang phấn đấu lên top.
nhưng mà không biết là có đủ thời gian để cho mình lên top anh nữa hay không, thì trong cái thời gian mà giai đoạn 14.2 xong rồi là cái giai đoạn 15 sắp tới rồi thì là không còn đủ, Bắt đầu không đây. biết còn còn đủ thời gian để lên top hay không. Thế nên là hôm nay thì nghe tất cả mọi người trong Zoom thì bạn Tâm chia sẻ trên Zoom thì mình thấy có nhiều những thông tin rất là tuyệt vời, mà có những cái mà mình chưa nắm bắt được, mà có những cái mình chưa hiểu về cái những cái thông tin đó mà hôm nay mình lại 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 nắm bắt được. Thế mà mình trong khi nghe thì mình cũng đã chụp ảnh và cũng đã ghi lại một số cái thông tin mà mình cần thiết để mà làm tư liệu. Thế nên là xin 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 làm quen với tất cả mọi người, anh em bè bạn, rồi thì là các cô dì chú bác, các bạn trẻ ở trong buổi Zoom ngày hôm nay. Đây mình cũng mong mỏi làm sao mà lên được top XP vào cuối tháng 7 năm nay, thì không biết là có đạt hay không, thì cái đó cũng còn do cái sự nỗ lực phấn đấu của mình và do cái một số những cái điều kiện nữa, thì cũng mong tất cả mọi người là giúp đỡ và chia sẻ giúp. Thế còn mình làm mình gặp thì cái way này thì lúc đầu nó không có thông tin từ năm 2017, nhưng mà nó không có thông tin đầy đủ như bây giờ, cho nên là đến năm cuối năm 2018 mình mới thấy có nhiều thông tin, thì lúc ấy mình mới bắt đầu là phát triển, thì nó cũng hơi hơi bị chậm một chút. Thế nhưng mà vấn đề đó thì không sao, nhưng vấn đề là mình bây giờ mình cũng đã nắm được một số triệu cổ phần của CKOA rồi, thì cái điều đó là cái điều cơ bản mà mình mong mỏi nhất. Thế còn có thể là phải chờ một vài năm nữa thì chắc là mình cũng yên tâm chờ đợi và cũng mong mỏi mọi người là so với lại các cái công ty như là Apple, rồi thì là một số cái công ty khác ấy, thì người ta phải mất 5 năm, 10 năm, mà Apple người ta còn mất 20 năm người ta mới được như bây giờ. Thế thì CKWay mà mới xuất phát điểm từ năm 2014 mà đến bây giờ mới là 5 6 năm, mà gần chục năm mà phát triển như bây giờ thì mình thấy là quá nhanh nhỉ. Mà cái tiến độ như thế là cũng rất là nhanh rồi chứ, bởi vì nó một cái ý tưởng khoa học, xong rồi một cái đề tài phát minh mà đưa ra được thực tế, rồi thì đưa ra được đến cái nhà sản xuất, xưởng sản xuất đấy như bây giờ, thì là kể cả là một chục năm thì mình cũng thấy đã nhanh rồi. Cho nên là mình cũng khuyên tất cả anh em cổ đông mọi người nên yên tâm chờ đợi và bình tĩnh để mà phát triển. Cái xì cô ấy phát triển được nhanh hay không nó còn phụ thuộc vào chúng ta nữa. Chúng ta phát triển nhanh, chúng ta hỗ nỗ lực phát triển để là làm sao nhiều người góp vốn vào cho xì cô ấy, thì sẽ của xì cô ấy mới phát triển nhanh được. Cho nên là nhanh hay chậm còn phụ thuộc vào số cổ đông anh em chúng ta nữa, chứ không phải là phụ thuộc vào cái đội ngũ kỹ sư và chủ tịch nhiều. Cho nên là chúng ta cũng phải thấy được cái trách nhiệm của chúng ta để mà chúng ta làm sao mà chúng ta phát triển nhanh thì CKOA cũng sẽ phát triển nhanh được, thì chúng ta có lợi thì mọi người đều có lợi, tất cả anh em cổ đông của chúng ta đều có lợi, mà càng phát triển nhanh được thì tất cả mọi người đều ok. Xin hết ạ. Vâng, rất tuyệt vời ạ. Chúng ta có thể dành lời cảm ơn tới chú Quang được không ạ? Những cái chia sẻ rất là tuyệt vời. Một cổ đông từ năm 2017 đúng không ạ? Đó, Vâng. chú Quang không vội thì chúng ta vội điều gì đúng không ạ? Khi mà chúng ta đã có thông tin kiến thức rồi thì chúng ta cảm thấy Skyway quá tuyệt vời. Còn thấy nhanh là đằng khác nữa đúng không ạ? Thì Đúng. giống như những cái chia sẻ của chú Quang thì cháu cũng xin trả lời chú như này. Chú mong muốn là cuối tháng 7 này lên top expert đúng không ạ? Thì anh Tập có nói một câu rất là hay là lì thì cái gì cũng có đúng không ạ? Thì mình cứ cố gắng, mình kiên trì với cái mục tiêu của mình. Với nữa là chúng ta cũng không lo rằng là ở Skyway chúng ta hết việc để làm. Bởi vì ngài chủ tịch của chúng ta có hơn 200 bằng phát minh. Và ở tại trong tập đoàn Skyway thì lần lượt
ngài chủ tịch sẽ triển khai lần lượt những cái dự án đó để làm sao để cứu hành tinh, giống đúng như là câu slogan của Skyway là xây Skyway cứu hành tinh. Hơn 200 bằng phát minh khoa học thì chúng ta sẽ lần lượt áp dụng và triển khai. Và khi mà có khả năng là đến hết năm nay chúng ta không còn khả năng để nắm giữ cổ phần gốc nữa thì chúng ta vẫn còn huy động vốn để đầu tư trực tiếp vào tại dự án xây dựng nữa thông qua hình thức là token nữa. Thì chúng ta không lo hết việc ở làm ở Skyway nó phải kéo dài đến hàng trăm năm cơ cô chú anh chị ạ. Mình đã là đối tác, mình đã là cổ đông, chúng ta đã là cổ đông của Skyway và đồng thời chúng ta là đối tác của Skyway thì chúng ta không phải là một đối tác đơn thuần mà chúng ta đang huy động vốn và chúng ta đang phát triển cho chính công ty của mình. Bởi vì giống như là chú Quang có nói thì là khi mà mình giúp đỡ, mình huy động vốn vào cho công ty thì mình đang giúp cho chính mình, đúng không ạ? Đặt một câu hỏi như thế này, nếu tất cả các cô chú anh chị có trong Zoom ngày hôm nay hay tất cả những cô chú anh chị là đối tác của Skyway trên toàn thế giới, nếu chúng ta chỉ đầu tư vào Skyway với một tâm nguyện rằng, với một suy nghĩ rằng là đầu tư vào đây, bỏ vào đây vài 3 năm, 5, 10 năm, sau đấy là mình sẽ có một thành quả rất là lớn, chúng ta sẽ thu gặt được những kết quả rất là lớn, thì câu hỏi đặt ra là ai sẽ là người huy động vốn về cho công ty để phát triển đây, đúng không ạ? Vì vậy nên là khi mà chúng ta góp vốn vào công ty, nó vừa là quyền lợi và nó cũng là một phần trách nhiệm cho chúng ta để làm sao để phát triển công ty lớn mạnh hơn bằng cách là chúng ta kêu gọi vốn cho công ty là đang kêu gọi vốn cho chính mình, đúng không ạ? Chúng ta không phải làm thuê cho công ty mà chúng ta đang góp công góp sức. Ví dụ như em Hạnh hay là chú Quang hay là cô Liên hay tất cả cô chú anh chị ở đây, mỗi người góp công góp sức một phần để cho sự phát triển lớn mạnh cho ngài chủ tịch, đúng không ạ? Ngài chủ tịch còn nói rằng là suốt bao nhiêu giai đoạn vừa qua thì chưa một giai đoạn nào chúng tôi huy động đủ số vốn để cần để triển khai đúng giai đoạn đó. Và nhưng mà ngài chủ tịch vẫn sử dụng rất hiệu quả đồng vốn của các cổ đông vào, đúng không ạ? Để cho thấy rằng là ngài chủ tịch, người cầm cương tập đoàn của chúng ta rất là thông minh, sáng suốt và thậm chí là ngài còn có cả tài về kinh doanh và triển khai mọi thứ rất là tốt đẹp và triển khai rất là nhanh, đúng không ạ? Hiệu quả nữa, sử dụng rất hợp lý và rất đúng cái số vốn của các cổ đông góp vào, đúng không ạ? Đấy là một điều rất là tuyệt vời. Và ngài chủ tịch của chúng ta năm nay đã là 72 tuổi rồi, đúng không ạ? Và ông có nói một câu rằng là cái thời gian tôi ở trên máy bay còn nhiều hơn thời gian của tôi ở dưới mặt đất. Giống như ở đây không biết là có cô chú anh chị nào nhiều tuổi hơn ngài chủ tịch hay là xem tầm tuổi ngài chủ tịch. Thì đây là khoảng thời gian mà mình đã về hưu và ở bên con cháu, đúng không ạ? Chúng ta đã về hưu rồi, chúng ta đã hưởng tuổi già và ở bên con cháu rồi. Thế nhưng mà ngài của chủ tịch của chúng ta thì sao ạ? Vẫn miệt mài bay từ quốc gia này sang quốc gia khác. Hàng ngày thời gian làm việc của ngài chủ tịch luôn luôn là như vậy. Và trong một cái video phỏng vấn mới đây thì ngài chủ tịch có nói một câu mà em Hạnh nhớ mãi. Đó là gì? Là khi mà được phỏng vấn hỏi rằng là vậy thì bây giờ ngài chủ tịch cũng có tuổi rồi, thì cái cách với cái tiến độ hay là với cái cường độ làm việc lớn như vậy có ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe hay không? Thì ngài chủ tịch có nói một câu rằng là cái cách để tôi giải tỏa đó chính là những cái lúc mà tôi nghĩ về công việc. Tôi nghĩ làm sao để phát triển công nghệ của mình. Đó rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Ngài chủ tịch sử dụng, ngài chủ tịch giải tỏa bằng cách là phát triển công nghệ của mình, phát triển thêm ý tưởng của mình. Tức là thời gian làm việc là triền miên mà không có thời gian nghỉ luôn. Thời gian nghỉ của ngài chủ tịch là phát triển thêm ý tưởng. Đó, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta hãy cố gắng hơn một ít, mỗi ngày nỗ lực hơn một ít để chúng ta cùng nhau góp công góp sức, đúng không ạ? Và chắc chắn là phần lớn là chúng ta ở đây đều là ở độ tuổi trẻ, đúng không ạ? Vậy thì thanh xuân của chúng ta chỉ có một lần thôi, tại sao chúng ta không cống hiến ở một cái dự án mà nó tiềm năng lớn như này, đúng không ạ? Cả đời của chúng ta, đời ông bà bố mẹ của chúng ta chưa chắc đã được hợp tác với một nhà khoa học ở tận bên trời Tây, đúng không ạ? Một nhà khoa học mà được vang danh bên trời Tây rồi, đúng không ạ? Họ hàng nhà ta chưa chắc đã được góp vốn hợp tác cùng với người như vậy. Vậy thì đời của chúng ta may mắn gặp đúng cơ hội Skyway và được làm việc với một người mà có tầm ảnh hưởng lớn như vậy, một người có công đóng góp cho xã hội lớn như vậy và một người có một cái ý chí là xây Skyway để cứu hành tinh như vậy, thì đấy là một cái điều tự hào, đúng không ạ? Và đấy là một cái điều rất tự hào của em Hạnh cũng như là tất cả cổ đông, đúng không ạ?
Vâng. Cho nên là chú Quang cứ yên tâm, là chắc chắn kiểu gì cũng sẽ lên top expert. Chú yên tâm đi ạ. Và chắc chắn là Skyway hay Skyward Community không có thiếu việc để cho chú cháu mình làm đâu ạ. Cho nên là tất cả chúng ta đều rất là yên tâm, mặc dù kể cả là ngày hôm nay chúng ta mới bắt đầu thôi, thì đây cũng là một viên gạch rất là kiên cố rồi, và đây cũng là một viên gạch cũng là gốc rễ nhất rồi. Bởi vì bây giờ chúng ta vẫn nắm giữ cổ phần gốc mà, đúng không ạ? Chứ chưa phải là công ty đã IPO và chúng ta chỉ mua giao dịch cổ phiếu trên sàn đâu, đúng không ạ? Bây giờ vẫn rất là gốc, kể cả là giai đoạn 15 là hy vọng rằng vẫn được góp vốn thì nó vẫn là điều tuyệt vời cho chú cháu mình mà, đúng không ạ? Vâng, có Ok. chú chị Không mình. sao đâu anh ơi, anh em mình cùng lên nhá. Anh phải nhất định nhá, anh đừng có sợ gì hết. Hai anh em mình cùng lên tháng Vâng. 7 nhá. Tốt biết bớt nhá. Tôi còn đang thua kém chủ tịch 6 tuổi cơ. Cho nên là phải học và noi gương chủ tịch để phấn đấu hết mình thì thôi. Rất tuyệt vời chú ạ. Tuyệt vời Vâng. đúng không ạ? Một Ừ. người cha già của toàn xã hội luôn. Ừ. Vâng, có cô chú anh chị em nào mình chia sẻ thêm cảm nhận cũng như là những cái ấn tượng mà trong cái buổi học, cái buổi Zoom ngày hôm nay đúng không ạ? Trong buổi Zoom ngày hôm nay đúng không ạ? Hạnh ơi, cho chị Hà Lý xin chia sẻ một chút. À trời ơi, tuyệt vời quá. Xin mời topic bớt Hà Lý ạ. Cảm ơn chị đã có những đóng góp rất tuyệt vời ở thị trường Tây Nguyên. Và đây là lần thứ hai mà em chân thành nói lời cảm ơn đấy đối với chị đấy ạ. Trong một À, thời gian cảm ơn rất là nhiều. khoảng mưa. Vâng, xin mời chị ạ. À, lời đầu tiên Hà Lý xin gửi lời chào đến tất cả cô chú anh chị đang có mặt trong phòng Zoom buổi tối ngày hôm nay. Thì Hà Lý xin gửi lời chúc sức khỏe, bình an và chúc tất cả các cổ đông là sở hữu thêm nhiều cổ phần và những đối tác mới sẽ nắm bắt được cơ hội sau cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Thì cái sau chia sẻ của cái bài chia sẻ của bạn Triệu Tâm thì Hà Lý rất là tâm đắc những cái điều sau đây. Đầu tiên thì về giá trị công nghệ, chúng ta thấy là công nghệ chúng ta là độc đáo, độc quyền và về sở hữu trí tuệ, và nó mang một cái giá trị nhân văn, và điều này cũng Hà Lý rất là tâm đắc về cái giá trị nhân văn của sản phẩm công ty mình. Điều thứ hai thì Hà Lý tâm đắc Triệu Tâm có nói là khi chúng ta tài trợ vốn vào đây, ngoài chúng ta là sở hữu cổ phần của tập đoàn, chúng ta còn được làm từ thiện đúng không ạ? Và điều này Hà Lý cũng hay nói với các cổ đông và các những đối tác của mình. Ngoài chúng ta sở hữu được tài sản, chúng ta còn được góp phần làm từ thiện. Ở đây không phải là từ thiện riêng lẻ mà chúng ta được là tham gia vào một cái sứ mệnh rất là lớn đúng không ạ? Mà câu slogan của tập đoàn mình có nói là xây dựng Skyway, giải cứu hành tinh. Và trong tem Hà Lý thì có một cái hành trình dung là trở thành chiến binh giải cứu hành tinh và gắn liền với sứ mệnh của tập đoàn. Và ngoài hai cái vấn đề mà Hà Lý tâm đắc về điều đó thì Hà Lý sau cái bài đó thì bài chia sẻ của Triệu Tâm, Hà Lý thấy là về những cái lưu ý mà chúng ta khi đầu tư vào cổ phần doanh nghiệp trước IPO và quan niệm đầu tư. Cái này cũng rất là quan trọng ạ. Để chúng ta là khi mà chúng ta là đầu tư một cái doanh nghiệp nào đó, chúng ta nhất là phải có tiêu chí đúng không ạ? Phải có quan niệm riêng của mỗi chúng ta. Và Hà Lý có tâm đắc cái câu mà Triệu Tâm có đưa ra, đó là khi chúng ta làm cái việc gì chúng ta cũng phải kiên trì đúng không ạ? Kiên trì, bình tĩnh và có kế hoạch lâu dài. Và con đường thành công thì là một một cả hành trình chứ không phải là một đích đến. Hà Lý xin cảm ơn ạ. Chúc cả nhà chúng ta là nhiều sức khỏe và đạt được những mục tiêu chúng ta đề ra. Xin cảm ơn ạ. Vâng, nhà mình gửi lời cảm ơn tới những chia sẻ của chị Hà Lý được không ạ? Rất là tuyệt vời. Một hành trình Zoom trở thành chiến binh giải cứu hành tinh. Nếu mà ngày hôm nay chúng ta ra ngoài kia nói với một ai đấy rằng là chúng tôi đang có một hành trình là trở thành chiến binh để giải cứu hành tinh thì người ta sẽ cho rằng là mình là điên rồ đúng không ạ?
Nhưng đôi khi những cái sự điên rồ nó mới cứu được hành tinh, đúng không ạ? Những cái ý tưởng điên rồ mới có thể cứu được thế giới, đúng không ạ? Vâng, nhà mình còn có những chia sẻ cảm nhận gì không ạ? Chúng ta sẽ cùng nhau giao lưu chia sẻ thêm vài phút nữa. Còn khi mà chúng ta không còn những cái chia sẻ gì thì vài phút nữa chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ khoảng độ 5 phút nữa thì chúng ta sẽ kết thúc buổi Zoom ở đây, được không ạ? Thì bây giờ còn 5 phút nữa để cho cô chú anh chị tỏa sáng trong buổi Zoom chính của chúng ta đi ạ. Buổi Zoom thường niên thứ 5 hàng tuần vào 8 giờ tối là buổi Zoom chính của Skyway dành cho tất cả cô chú anh chị em là cổ đông của Skyway. Anh ơi, dạ. Anh sẽ chia sẻ một chút về những cái thông tin mà thời gian sắp tới cũng như là một số thông tin hôm trước anh chia sẻ cho em ấy. Thì là không biết là cả nhà có nghe rõ không? Có, nghe tốt. Vâng, thì em Tuân là xin chào tất cả cô chú cũng như là các anh chị em trong nhóm Zoom của chúng ta cũng như là tất cả cổ đông Skyway Việt Nam, đúng không? Thì em Tuân cũng xin chia sẻ một chút về cái thông tin cũng như là chuẩn bị chuyển giai đoạn của chúng ta sắp tới. Đấy thì cái ngày hết ngày 21 tháng 6 này là chúng ta sẽ chuyển sang giai đoạn 14.2 và 14.2 sẽ chuyển sang giai đoạn 14.3, nó rất là nhanh thôi chứ không kéo dài hơn một năm như cái giai đoạn 14.1 này của chúng ta nữa. Giai đoạn 14.1 chúng ta kéo dài bởi vì là doanh nghiệp chúng ta phải chống chọi lại với cái dịch Covid, đúng không ạ? Có rất nhiều những cái doanh nghiệp truyền thống đã thành công rồi mà họ vẫn không vượt qua được Covid, nhưng mà chúng ta là một doanh nghiệp đang khởi nghiệp, tận dụng cũng như là sử dụng cái đòn bẩy đám đông, đúng không ạ, để chúng ta phát triển doanh nghiệp chúng ta, và chúng ta đang phát triển lên một cách đó là rất là tốt, đúng không ạ, một cách bền vững. Đấy thì chúng ta đã vượt qua giai đoạn 4.1 và cái cuộc khủng hoảng của dịch Covid rất là mạnh rồi. Đấy thì khi mà chuyển sang giai đoạn 4.2 là chúng ta sẽ chuyển qua giai đoạn 4.3 và lên 15 rất là nhanh. Đấy thì hôm trước là chúng ta cũng có những thông tin là tức là trong vòng đó là 3 tháng tới thì chúng ta sẽ có những cái thông tin nó xuất hiện, thông tin nó là lịch chuyển giai đoạn sang 14.3 sang 14.5. Đó, và trong giai đoạn 14.5 thì khả năng là chúng ta sẽ kết thúc trong vòng năm 2021 này. Đó, tức là trong năm nay là chúng ta sẽ kết thúc cái việc thu hút vốn thông qua cái việc phát hành cổ phần. Đấy thì chúng ta cũng cân đối là cái việc đó là chúng ta lên kế hoạch và chúng ta nắm giữ cho mình một lượng cổ phần nhất định nào đấy. Như anh Tâm đã chia sẻ, đúng không ạ? Đấy. Cay nhất là cái câu đó là cái đầu không có 1.000, đúng không ạ? Không có 1.000 tỷ, đúng không ạ? Đấy thì chúng ta hãy cố gắng nắm giữ ít nhất cho mình, bản thân mình cũng như là cho gia đình mình, họ hàng như mình, đó là 1 triệu cổ phần trở lên. Đấy chứ còn vạn lèo tèo là vài ít thì gọi là thắng cũng chỉ là gái đít con ruồi. Đó. Và cái câu nói này thì cũng là từ thuyền trưởng của chúng ta, đúng không ạ? Đấy thì chúng ta hãy nắm giữ cho mình cái lượng cổ phần nhất định nào đấy. Chứ còn khi mà chúng ta đã ra thị trường và chúng ta kết thúc giai đoạn 15 rồi thì chúng ta có ao ước, có lập đàn và cầu khấn như thế nào thì chúng ta cũng không thể mà sở hữu được cái cổ phần với giá như bây giờ, đúng không ạ? Đấy, chính vì thế mà chúng ta hãy lên kế hoạch và chúng ta nắm giữ cổ phần của tập đoàn chúng ta trong năm nay, và chúng ta hãy cùng nhau để chúng ta phát triển cái doanh nghiệp chúng ta nó lớn mạnh hơn nữa, đúng không ạ? Để chúng ta thu hút được những cái nguồn tài trợ mới cho công ty và chúng ta sẽ sớm kết thúc cái việc đó là thu hút vốn, đúng không ạ? Và khả năng là trong cuối năm nay là chúng ta sẽ có những cái thông tin đó là chuyển sang đó là chúng ta phát hành token, và cái token nó sẽ phụ thuộc vào dự án. Và cái token này thì nó tức là ngài chủ tịch đã nói rồi, tức là khi mà chúng ta xuất hiện những cái đơn hàng thì cái đồng token của chúng ta mới xuất hiện. Bởi vì sao? Bởi vì cái đồng token của chúng ta là nó là hỗ trợ cho dự án. Và cái đồng tiền điện tử này của chúng ta thì không phải là ngài chủ tịch mới nghiên cứu một vài năm gần đây, mà ngài đã có những cái đề án cũng như là nghiên cứu từ năm 1988, 1959 rồi. À, tức là ngài đã nghiên cứu và biết trước được là thế giới sẽ nắm bắt cái xu hướng đó là sự tiền điện tử. À, trước cả những cái đồng tiền Bitcoin rồi. Đấy, nhưng mà chúng ta chưa ra ở những cái thời điểm mà Bitcoin nó bùng nổ, đúng không ạ? Mà chúng ta sẽ ra khi mà chúng ta có những cái dự án. Bởi vì mục đích của chúng ta đó là ra để nó phục vụ cho dự án. Và chính những cái vị khách hàng cũng như là chính phủ, người ta cũng phải sử dụng đồng tiền của chúng ta.
Chứ còn nếu mà Bitcoin thì rất nhiều chính phủ người ta có những chính phủ người ta vẫn cấm, đúng không ạ? Nhưng mà đối với đồng tiền token của chúng ta thì chính phủ không thể cấm được, bởi vì là nếu mà anh cấm tức là anh đã chấp không tức là anh chấp nhận là không có công nghệ Segway này phát triển ở đất nước anh. Nhưng mà nếu mà anh muốn phát triển công nghệ Segway này tại đất nước anh thì anh phải chấp nhận cái đồng tiền này, đúng không ạ? Bởi vì sao ạ? Bởi vì là yêu cầu của chúng ta đó là phải thanh toán đơn hàng bằng cái đồng token này, bởi vì chúng ta token của chúng ta là phục vụ cho cái dự án của chúng ta đấy. Chính vì thế mà sẽ không có những cái cản trở nào trong tương lai cái đồng token của chúng ta. Nó giống như là Bitcoin bây giờ giá trị của nó rất là lớn, nhưng mà có một số quốc gia người ta vẫn cấm, đúng không ạ? Nhưng mà có một số quốc gia người ta vẫn ủng hộ đấy. Nhưng mà đối với cái đồng token của chúng ta thì sẽ không có cái quốc gia nào gọi là cấm nó cả, bởi vì là nó phục vụ vào mục đích chính của dự án, tức là nó phục vụ thực tế và dự án đấy. Chính vì thế mà có thể là trong năm nay, cuối năm nay là chúng ta sẽ chuyển sang token, và chúng ta sẽ hỗ sử dụng cái thu hút vốn thông qua token để chúng ta tài trợ cho dự án của chúng ta đấy. Thì chúng ta cũng lên kế hoạch của chúng ta nắm giữ cái cổ phần gốc này trước, sau đó chúng ta sẽ lên kế hoạch tiếp theo là sử dụng token đấy. Thì tức là token với cổ phần nó sẽ khác nhau hoàn toàn. Cái cổ phần của chúng ta là chúng ta cứ để đấy và chúng ta có thể hưởng cổ tức hàng năm, nó giống như cái khoản lương hưu của chúng ta, đúng không ạ? Còn token thì nó sẽ có giá trị là nó tăng trưởng và chúng ta phải bán nó đi thì chúng ta mới kiếm được lợi nhuận. Chứ còn nếu mà chúng ta để đấy không làm gì cả thì nó cũng không sản sinh ra lợi nhuận cho chúng ta. Ngoài cái việc đó là chúng ta sẽ được tài trợ vào những cái dự án các quốc gia khác. Đó, sử dụng chính những đồng token đấy chúng ta quy đổi ra cái dự án token của cái dự án và chúng ta tài trợ cho dự án khác thì chúng ta có thể làm được như vậy. Nhưng mà đối với cái cổ phần gốc của chúng ta là chúng ta sẽ được hưởng lợi nhuận cổ tức cùng với doanh nghiệp, mà doanh nghiệp chúng ta tương lai là rất nhiều những cái đơn hàng, đúng không ạ? Chứ không phải là một hai đơn hàng ở Việt Nam hay là ở Trung Đông nữa, mà là thị trường người ta đang rất cần cái giải pháp của chúng ta, đúng không ạ? Và chúng ta hiện nay là đang cung cấp giải pháp cho thế giới cũng như là cho nhân loại, đúng không ạ? Đấy, chính vì thế mà tương lai cái giá trị cổ phần cũng như là cổ tức của chúng ta nó rất là lớn, đúng không ạ? Vừa nãy thì anh Tâm anh cũng đã nói rồi, tức là chúng ta sẽ có cổ tức và nó tương đối là lớn và rất là lớn đấy. Quan trọng đó là chúng ta phải kiên nhẫn và chờ đợi nó, đúng không ạ? Chúng ta không thể nhanh, chúng ta không thể là thối thúc thúc giục nó nhanh được, đúng không ạ? Nhanh là chúng ta sẽ sôi hỏng bỏng không ngay, đúng không ạ? Chúng ta nhanh cái là ra cái dự án là nó là chúng ta sẽ không bán được nữa, đúng không ạ? Chúng ta sẽ không bán được cái dự án thứ hai nữa, mà chúng ta phải hoàn chỉnh bản thân của chúng ta không có lỗi ra thị trường, ra chỗ nào là chắc phải chỗ đấy. Nó giống như là chúng ta mài dao, đúng không ạ? Chúng ta mài sắc bén, chúng ta chém chỗ nào đứt chỗ đấy, thì cái phát triển doanh nghiệp của chúng ta cũng đi theo hướng như vậy, đúng không ạ? Và cái thông tin thứ hai mà em Tuân muốn chia sẻ đó là vừa rồi là chúng ta cũng đã, tức là công ty đã cái chương trình mà nhân đôi tài sản ấy, thì công ty nếu mà chúng ta quá hạn 1 2 ngày là nó sẽ bị bỏ qua đấy. Thì cô chú anh chị là khi mà chúng ta đã lỡ bị bỏ qua như vậy, tức là có cái dấu gạch đỏ là không được nhận x2 ấy, thì chúng ta sẽ bấm vào cái nút đó là gộp thanh toán vào tháng sau, tức là bỏ qua lần này và thanh toán vào tháng sau, thì tức là chúng ta gộp 2 tháng thành một. Thì có những trường hợp là nó sẽ công ty sẽ ưu tiên, tức là vẫn giữ được cái quyền lợi đấy cho chúng ta, tức là chúng ta vẫn giữ được cái quyền lợi x2 của cái gói đấy. Nhưng mà sang tháng thứ hai là chúng ta phải ghi lịch và chúng ta phải thanh toán đúng hạn, chứ không được phép đó là quá hạn nữa. Còn nếu quá hạn nữa là chúng ta sẽ mất luôn cái quyền x2 đấy. Đấy, thì vừa rồi là em Hạnh cũng đã có nhà đầu tư đó là lỡ lỡ thanh toán và bị thanh toán chậm, tức là ngày 22 thanh toán nhưng mà hàng ngày 24 mới 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 chuyển tiền và thanh toán, thì lúc đấy là đã bị quá hạn rồi. Tức là bình thường nếu mà quá hạn như vậy là nó sẽ không được x2, không được quyền x2. Nhưng mà Tuân cũng đã hướng dẫn anh Hạnh đó là bỏ qua cái lần thanh toán này và gộp sang thanh toán lần sau thì trường hợp này lại được. Đấy, cho nên là chúng ta hãy lưu ý như là cái lịch thanh toán của chúng ta. Đó. Cả nhà hiểu chưa ạ? Ok. Dạ vâng. Vừa nãy thì có anh Hùng anh ấy hỏi chú Quang là ở đâu Sơn La đấy, hình như là chú Quang là ở sông Mã đúng không ạ? Tuấn ơi cho anh hỏi tí, Chú Tuấn ở ơi Mai cho anh Sơn, hỏi Sơn tí. La. Dạ vâng. Tuấn ơi em nói lại cái chỗ nộp tiền quá hạn cái em ơi. À, cái chỗ quá hạn nha, ví dụ như là hôm nay là ngày mùng 10 đúng không ạ? Là anh phải thanh toán. Nhưng mà lỡ may mà anh quên là anh chưa thanh toán vào ngày mùng 10, thì đến ngày mùng 1
ngày 11 thì nó sẽ hiện cái tích đỏ, tức là anh bị quá hạn. Và cái X2 ấy, thì cái X2 ấy, thì thường thường là tức là quá hạn là nó sẽ có một cái dấu, hôm trước thì có những cảnh báo ấy ạ. Tức là bọn em cũng đã có những cái trường hợp là đã bị quá hạn và đã bỏ qua cái việc đó là X2. Tức là cái X2 nó sẽ không ở hiện ở cái mục đó là đã thực hiện nữa, mà nó sẽ bỏ... Đây để em share cái này. Hạnh còn cái thông tin bị ấy không em? Bị quá hạn không? Thông tin gì ạ? Cái mà cái hình ảnh quá hạn ấy. Hình ảnh quá hạn thì em không chụp lại, nhưng mà em là một ví dụ này. Nhà đầu tư của em là thanh toán vào 22 tháng 5. Ừ. Thì đến 24 tháng 5 mới chuyển tiền thanh toán thì là đã bị quá hạn rồi, và ở trong gói đấy là ghi rõ là mình không được cộng thêm cái số cổ phần thưởng nữa. Thế nhưng mà mình ấn vào có một cái dòng màu xanh ý, là thanh toán đúp cho lần sau, tức là gộp vào để tháng sau thanh tháng này lại được cộng lại cái số cổ phần đấy, cái cổ phần thưởng đấy. Đây để em tìm lại cái hình ảnh. Đó. Nói thế là hiểu, cần gì phải hình ảnh nữa. Đây ạ, ở trong cái tài khoản của chúng ta nó sẽ có cái mục đã thực hiện ở đây này. Đây ạ, cả nhà thấy không ạ? Tức là bên cạnh nó sẽ có cái phiếu này, ô phiếu X2 này. Đúng không ạ? Ô phiếu X2 này. Thì bên dưới nó sẽ được cộng bonus là 450.000 cổ phần, đúng không ạ? Thì bên cạnh nó sẽ có cái kim đồng hồ đây, và đã thực hiện, tức là cái này là đang thực hiện cái quyền lợi X2 đó. Tức là nếu mà chúng ta hiện cái này thì chúng ta vẫn có quyền X2, nhưng mà nếu mà chúng ta hiện như này cấp bậc đối tác của mới rồi, nếu mà chúng ta bị hiện như này thì tức là chúng ta đang bị quá hạn này. Đây ạ, nếu mà chúng ta mà bị hiện cái dấu X này và bị bỏ qua này, đó, tức là chúng ta đang bị quá hạn, ví dụ như đây là ngày 23 tháng 5 đúng không ạ, là bị quá hạn này, thì chúng ta có thể là bỏ qua, ở bên dưới nó sẽ có cái nút thanh toán gộp lần sau đây ạ. Đây ạ, chúng ta có thể là bấm vào cái bỏ qua lần này và thanh toán lần sau ấy, nhìn thấy không em? Đây. Đây ạ, ở cái góc bên tay phải này, thấy rồi đúng không ạ? Ở góc bên tay phải này chúng ta sẽ có cái một cái dòng chữ đó là bỏ qua lần này và thanh toán kép lần sau, lần tới. Thì chúng ta bấm vào đây thì nó sẽ gộp vào thanh toán vào tháng sau. Thì cái nút đã thực hiện này nó sẽ hiện lên. Khi mà nó hiện lên như này, nó đã hiện lên là đã thực hiện như này, thì tức là chúng ta đã giữ cái X2 này thành công. Nè. Dạ đúng rồi. Đấy, cho nên là chúng ta hay lưu ý là tránh mất cái quyền lợi X2 của chúng ta, bởi vì là hiện nay là chúng ta được ưu đãi rất là lớn, đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta hãy có trách nhiệm với cái quyết định của mình và chúng ta theo dõi cho nó chi tiết vào đó. Thì đấy là một số thông tin là em Tuân cũng mách lại các cổ đông như vậy đó. Thì... tiếp theo là nhường lời lại cho em Hạnh. À, không thì cảm ơn là có cô chú anh chị Tuân nào đang có thắc mắc gì không ạ, để em Tuân em giải đáp nốt ạ. Nếu mà chúng ta không có thắc mắc gì nữa, không có những cái câu hỏi gì nữa, thì chúng ta sẽ kết thúc buổi Zoom ngày hôm nay tại đây. Và cũng tại đây là em Tuân cũng xin chân thành cảm ơn những cái tâm sự cũng như là những cái thông tin kiến thức của anh Triệu Tâm ạ. Đó. Và mong anh là giữ gìn sức khỏe và luôn luôn mạnh khỏe để có thể là chèo lái con thuyền Skyway của chúng ta đi đến thành công và hơn nữa, đúng không ạ? Và chúng ta là mục tiêu của chúng ta là tạo ra cái làng Skyway
Đấy thì chúng ta hãy đặt mục tiêu cho chúng ta là để vào cái làng Segway này là phải có ít nhất là 1 triệu cổ phần. Đấy, cho nên là chúng ta phải nâng cái số lượng cổ phần của mình lên để mà được vào trong làng Segway, đúng không ạ? Cái này được vào trong làng Segway là một cái vinh dự. Anh Tâm chia sẻ nhiều buổi hơn nữa. Anh Trí thiếu cái mục ý, thiếu cái mục quan trọng. Mục gì em? Là mong là anh Tâm sẽ sắp xếp thời gian để chia sẻ với cổ đông nhiều buổi hơn nữa. Đúng rồi ạ, đúng rồi. Và tất cả cô chú anh chị mà. Đúng rồi. Và buổi Zoom thứ năm tuần tới thì chúng ta sẽ được gặp top expert trẻ tuổi nhất Việt Nam, đúng không ạ, cũng như là trên toàn thế giới. Đấy. Và một chị cũng là siêu cao thủ, cũng như là rất nhiều những cái kiến thức mà chị ấy là xuất thân là từ giáo viên. Đó. Từ giáo viên chị chuyển mình sang đó là một cái lĩnh vực hoàn toàn mới, phần doanh nghiệp. Và chị có những cái hướng đi phát triển rất là tốt, và hiện nay số lượng cổ phần của chị nắm giữ cũng tương đối là lớn, là trên 10 triệu cổ phần rồi, gần 15 triệu cổ phần rồi. Đấy, mà trong khoảng thời gian của chị làm việc là rất là ngắn thôi, vài tháng thôi, mà đã lên con số là hơn 15 triệu rồi. Thì vì buổi sau là chị ấy cũng như là cùng với em Lợi đấy, sẽ chia sẻ một buổi thông tin kiến thức cực kỳ giá trị trong thứ năm tuần tới. Cho nên là chúng ta hãy dành thời gian chúng ta vào sớm hơn để chúng ta giữ được cái chỗ, đúng không ạ? Để tránh cái việc đó là không có quyền lợi như ngày hôm nay. Đấy. Thế thì cứ có kế hoạch là mua rung 1.000 hay 500 đúng không ạ? À, chắc có chứ hả? Đấy, đấy thì đang đề xuất rồi ạ. Đề xuất rồi nhưng mà... Để xuất lên nhá, con nhá. Để xuất nhá. Bên Zoom là nó chưa xử lý ạ. À, thế. Đấy thì cái buổi Zoom này hôm nay thì nếu mà chúng ta không có thắc mắc gì nữa thì chúng ta hãy tạm dừng tại đây và chúng ta sẽ gặp nhau ở những cái lần tiếp theo, được không ạ? Chào. Bây giờ là chúng ta chụp ảnh, không ạ? Chúng ta sẽ bật để chúng ta chụp ảnh ạ. Cảm ơn cả nhà nhé. Cảm ơn em Tân, em Mai. Đặc biệt là cảm ơn anh Triệu Tâm. Vâng, chúng ta hãy cười tươi. Em Tân chụp ảnh ạ. Mình mới nhuộm tóc hay sao ấy nhỉ? Em ạ, à, vâng ạ. Có cái màu vàng vàng. Rồi, ba trang này. Ok, chúng ta ba trang rồi ạ. Chúc cả nhà ngủ ngon nha. Cả nhà ngủ ngon nha. Cảm ơn anh Tuấn nha, cảm ơn anh Tâm nha. Tuấn nha. Em chào chị Yến. Rất vinh đà nhè. Rất vinh đà nhè. Ngon. Chả chia sẻ gì cả. Vinh đà nhè. Chúc cả. Rất vinh đà nhè. Hai quay mình ngủ ngon nha. Chào tạm biệt cả nhà.